Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam trong cái tuần lễ này. Thưa quý vị, trong cái tuần lễ này tôi lại trở lại vấn đề lấy phiếu tín nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong Đảng cũng như là ở Quốc hội và ở bên Chính phủ. Quý vị cũng nhớ là hồi tháng 6 năm ngoái năm 2013, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu cho 47 chức danh, kể cả hành pháp và lập pháp, đã được đưa ra để lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Nhưng mà thưa quý vị, cái thủ tục lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái, nó có cái nhiều điểm mà đưa đến một cái kết luận là không có bất cứ một người nào bị đưa sang cái vòng bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cái lý do là bởi vì họ thi hành ba cái nấc thang để bỏ phiếu. Thứ nhất là tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp. Thành ra cái người mà tín nhiệm thấp ở trong cái ban bí thư cũng như là ban bộ chính trị của Đảng là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông ấy bị tới 160 phiếu tín nhiệm thấp. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào cái quyết định của Quốc hội ở trong cái nghị quyết 35 đó, để mà đặt những cái tiêu chuẩn lấy phiếu đó, thì phải hội đủ trên 250 phiếu của đại biểu Quốc hội, tức là phải quá bán tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội Cộng sản Việt Nam từ bắt đầu là có 500 người, sau đó có một người bị bãi chức và một người bị chết, thì bây giờ chỉ còn có 498 người. Thành ra ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn tồn tại, không có bị đưa sang vòng 2 để mà bỏ phiếu bất tín nhiệm. Rồi có những người như là ông Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước, ông ấy cũng bị cái số phiếu bất tín nhiệm rất lớn, nhưng mà rồi cũng không có đủ cái số phiếu 2/3 đại biểu Quốc hội. Thành ra tất cả những người mà bị bỏ phiếu thấp nhất, tức là tín nhiệm thấp, cũng không có bị mất chức, cũng không có bị khiển trách. Thành ra kết luận lại là tất cả những cái việc làm của Quốc hội năm 2013 chỉ là một cái cuộc bày hàng, một cái cuộc diễn trò cho vui mắt vậy thôi, không có làm được cái gì cả. Vì vậy cho nên là sau khi kết luận cái phiên họp công bố kết quả ngày 11 tháng 6 năm 2013, thì bắt đầu dư luận ở trong nước, nhất là các giới trí thức và các giới cựu đảng viên cho rằng là cái cuộc bỏ phiếu này không thành công. Nhưng mà Đảng thì cho rằng là thành công, lần đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh mà bên phía chính phủ cũng như Đảng quyết định. Có một cái điều đặt ra là ở các nước dân chủ thì quý vị cũng biết là người ta chỉ có đặt hai cái tiêu chuẩn tín nhiệm hoặc là bất tín nhiệm, nhưng mà mấy ông cộng sản lại bày ra cái trò ba nấc thang: tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp. Thành ra cuối cùng ai cũng vui vẻ cả làng, không có ai bị mất chức và cũng không có ai bị khiển trách dù là bị những cái số phiếu tín nhiệm thấp rất cao. Thành ra cái vấn đề bỏ phiếu ở trong nước, người ta đã đặt vấn đề tại sao lại có những cái nấc thang buồn cười như thế. Tại sao không có theo các nước, tiêu chuẩn của các nước Tây Phương là chỉ có hai mức tín nhiệm và bất tín nhiệm. Vì vậy cho nên kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định vào ngày 21 vừa rồi là bây giờ tạm đình chỉ, họ dùng chữ tạm đình chỉ cái việc lấy phiếu tín nhiệm, vẫn còn đang tiếp tục ở các cái cơ chế của chính quyền địa phương tại các cái hội đồng nhân dân. Họ cho rằng là bây giờ cần phải sửa đổi lại cái nghị quyết 35 của Quốc hội. Có cái vấn đề nó phức tạp ở cái chỗ này thưa quý vị, là bởi vì không phải cái ông Quốc hội này ông ấy tự ý ông ấy đưa ra cái quyết định đó, là bởi vì trước đó thì đã có một cái thông báo của Bộ Chính trị, mà cái Bộ Chính trị thưa quý vị chỉ có 16 người. Cái Bộ Chính trị 16 người này của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bởi Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng và tất cả 15 ủy viên khác đều giữ những cái chức vụ quan trọng như là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, v.v. Thì những người này là những người nắm toàn diện quyền hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ chi phối tất cả mọi công việc từ nhỏ tới lớn và họ chỉ có 16 người. Nhưng mà họ cầm quyền cai trị gần 90 triệu dân thưa quý vị. Chưa có một
nước nào trên thế giới lại có một cái trò cai trị buồn cười như thế. Nhưng mà thưa quý vị, đấy là cái lối cai trị độc tài, độc đoán của một đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra mấy ông này họ muốn làm cái trò gì thì họ làm, và không ai có quyền phản bác. Có một cái điều đặt ra là cái thông báo của Quốc hội vào ngày 21 tháng 2 vừa rồi, thì họ cho biết là họ phải đợi cái quyết định của Bộ Chính trị. Thưa quý vị, cái quyết định của Bộ Chính trị đó là họ phải triệu tập một cái phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ giờ cho đến trước tháng 5, tức là cái hội nghị Trung ương thứ 9, để bàn về vấn đề thay đổi cái đường lối, cái cách thức bỏ phiếu tín nhiệm. Liệu có bỏ phiếu tín nhiệm như họ đã làm năm 2013 hay là phải thay đổi như thế nào? Thì thưa quý vị, cho đến giờ này vẫn chưa có tin là ngày nào thì cái Ủy ban Trung ương Đảng sẽ họp cái phiên họp lần thứ 9. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ sau khi cái phiên họp của Trung ương Đảng thứ 9 thì Bộ Chính trị mới kết luận lại và mới đưa ra một cái chỉ thị mới để cho Quốc hội căn cứ vào đó, rồi họ mới sửa đổi cái nghị quyết 35 của Quốc hội đã được thi hành năm 2013. Thành ra cái vấn đề đặt ra là thưa quý vị, từ trước đến giờ chúng ta đều biết là cái Quốc hội là một cái cơ chế tuy rằng là lập pháp đấy, nhưng là một cái cơ chế bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam, bù nhìn của Bộ Chính trị Việt Nam. Lần này họ công khai viết cái điều đó trong cái bản tin, bản thông báo ngày 21 tháng 2 vừa rồi. Thì cái điều này cho thấy là cái Quốc hội này thật sự không phải là của dân, mà là của Đảng, mà là tay sai, mà là một cái cơ chế bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần đầu tiên thưa quý vị, họ viết trên giấy trắng mực đen cái điều đó. Thì thưa quý vị, cái điều này là một cái điều vi phạm hiến pháp một cách hết sức nghiêm trọng. Là bởi vì cái Bộ Chính trị không có bất cứ một cái quyền gì để mà ra lệnh cho một cơ quan lập pháp, là bởi cơ quan lập pháp trên nguyên tắc đối với người Cộng sản là một cơ quan độc lập. Nhưng mà chúng ta đều biết cái cơ quan này không phải là độc lập, mà chỉ là một cơ quan tay sai. Đảng bảo đâu thì đánh đó. Chỉ là một cái cơ quan đóng dấu lên tất cả những cái văn kiện của Bộ Chính trị muốn làm và của Đảng muốn làm mà thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên thưa quý vị, họ đã xác nhận cái nhiệm vụ tay sai của họ trên giấy trắng mực đen. Thì đấy là tôi cho là một cái dấu, chỉ dấu mới cho chúng ta thấy là ở Việt Nam tất cả mọi việc đều phải do Đảng quyết định, đều phải do Bộ Chính trị quyết định. Mà cái Bộ Chính trị này thưa quý vị chỉ có 16 người, họ đã vi phạm hiến pháp một cách nghiêm trọng. Điều lệ của họ không có bất cứ một cái nhiệm vụ nào về vấn đề lập pháp. Đằng này họ điều khiển lập pháp, họ chỉ dẫn cho luật lập pháp phải làm việc này, phải làm cái việc kia. Thì đấy là một cái việc vi phạm hiến pháp một cách hết sức nghiêm trọng. Thêm vào đó thưa quý vị, cái Ủy ban Thường vụ của Quốc hội là gồm có Chủ tịch của Quốc hội, các Phó Chủ tịch và các Chủ tịch các ủy ban và nhiều thành viên quan trọng khác của Quốc hội. Cái Ủy ban Thường vụ này nó giống như cái Bộ Chính trị, có toàn quyền quyết định, thi hành và ban hành những quyết định của Quốc hội. Thành ra cái Ban Thường vụ Quốc hội này cũng đã vi phạm hiến pháp. Là bởi vì thưa quý vị, trong cái điều 69 của hiến pháp mới ban hành, cũng như các điều khác của tất cả năm bản hiến pháp, đều xác nhận Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi nói đến một cái cơ quan quyền lực cao nhất thì thưa quý vị, Bộ Chính trị không phải là cơ quan quyền lực cao nhất. Vậy mà cái Ban Thường vụ Quốc hội này và cái Quốc hội này phải tuân theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị. Thì đấy là một cái hành động vi phạm hiến pháp theo quan điểm của tôi thưa quý vị.
Và thưa quý vị, khi mà nói đến cái vấn đề Bộ Chính trị phải quyết định thì Quốc hội mới dám thi hành, thì cho chúng ta thấy rằng cái Bộ Chính trị này nó bao phủ tất cả mọi quyền lực ở Việt Nam. Và đây là một cái tổ chức mà tôi xin tạm gọi nó là một cái tổ chức mafia, thưa quý vị, chứ không phải là một tổ chức vì dân, vì nước như người Cộng sản vẫn tuyên truyền. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin trở lại phần 2 của chương trình. Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình tôi xin thưa chuyện với quý vị về cái lý do tại sao đã có một cái quyết định tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm vào cái thời điểm này. Quý vị cũng nhớ là năm 2014 là cái năm được gọi là năm bản lề, tức là giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Cái Ban chấp hành này đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư kể từ năm 2011. Và thưa quý vị, cái kỳ bầu cử sắp tới của Trung ương Đảng, của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái đại hội toàn quốc đó sẽ bầu ra một cái Ban chấp hành Trung ương Đảng thứ 12, sẽ diễn ra vào năm 2016. Vậy thì cái lệnh mà tạm dừng bây giờ để sửa đổi lại cái nghị quyết 35 cũng như là cái quyết định của Bộ Chính trị về cái vấn đề lấy phiếu bỏ phiếu tín nhiệm nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Quý vị cũng nhớ là nếu bây giờ mà thực hiện một cái cuộc bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm ở trong Đảng như ông Nguyễn Phú Trọng đã hứa hồi tháng 6 năm 2013, thưa quý vị, đáng lẽ cái chuyện mà lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đó thì phải xảy ra vào cuối năm 2013 hoặc là đầu năm 2014, tức là vào cái khóa kỳ họp thứ 9 sắp xảy ra của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà Bộ Chính trị đã rất khéo léo chọn cái thời điểm này. Là thưa quý vị, ở trong nước bây giờ, cái mức độ tín nhiệm của người dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ xuống thấp như bây giờ. Thưa quý vị, bằng chứng là ông giáo sư Nguyễn Khắc Mai, là một nhà nghiên cứu về vấn đề văn hóa. Ông ấy là chủ nhiệm cái tổ chức được gọi là tổ chức Minh Triết, nghiên cứu về vấn đề triết học, nhân văn ở trong nước. Ông ấy có viết một cái bài báo phổ biến trên Internet, có một cái câu như thế này nói về cái sự tín nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân, thưa quý vị. Ông ấy nói như thế này: ở Việt Nam, nếu gạt Đảng ra ngoài, mọi cuộc lấy phiếu tín nhiệm đều vô nghĩa. Hiện nay, sự tín nhiệm đối với Đảng và ban lãnh đạo của Đảng đã xuống đến mức thấp nhất chưa từng có. Những dư luận, những lời đồn xấu, không ai có thể cải chính nổi. Đảng đang thả nổi tín nhiệm của mình trước nhân dân và dân tộc. Thưa quý vị, đấy là lời của ông giáo sư Nguyễn Khắc Mai. Và đấy cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và xác nhận một điều là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không dám bỏ phiếu tín nhiệm mình trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên, cái thông báo của Bộ Chính trị gửi cho Ban Thường vụ Quốc hội mà tôi nói trong phần 1, thì họ có xác nhận là sau khi sửa đổi rồi, thì cái việc bỏ lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm trong Đảng sẽ được diễn ra, dự trù diễn ra, thưa quý vị, vào cái kỳ họp thứ 10, tức là cái Ban chấp hành Trung ương họp kỳ 10, sau cái Hội nghị Trung ương 9. Thì thưa quý vị, cái việc làm này chưa biết chừng nào nó xảy ra. Nhưng mà về phía Quốc hội, thì họ nói là sau khi mà sửa đổi cái nghị quyết 35 để cho nó hoàn chỉnh hơn về vấn đề lấy phiếu, nhưng mà mình cũng không biết là trong cái nghị quyết mới có lấy phiếu tín nhiệm của những người lãnh đạo ở Quốc hội như họ đã làm năm 2013 hay không. Thưa quý vị, có một điều rất khôi hài là cơ quan Quốc hội lại bỏ phiếu tín nhiệm hay tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp đối với những người của Quốc hội, thì thưa quý vị, không khác gì một cái trận đá bóng mà ông trọng tài vừa là cầu thủ
lại vừa là trọng tài, thì thưa quý vị, làm sao có sự công bằng? Ở trên thế giới không có một cái quốc gia nào có một cái cuộc bỏ phiếu đối với cơ quan lập pháp nó rất khôi hài và nó vẫn rất nhiều kịch tính như là cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã viết và thi hành trong cái nghị quyết 35. Và cái điều này, thưa quý vị, đã được chấp thuận của Bộ Chính trị năm 2013 trước khi họ thực hiện cái cuộc bỏ phiếu. Rất tiếc cái cuộc bỏ phiếu về vấn đề tín nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo của Đảng từ Tổng Bí thư trở xuống chưa được thực hiện. Như tôi nói hồi đầu, đáng lẽ họ đã phải làm cuối năm 2013 hoặc là đầu năm nay 2014. Bây giờ họ hoãn lại cho đến kỳ họp thứ 10. Kỳ họp thứ 10 đó vào ngày nào, khi nào họp, chưa biết. Nhưng mà thưa quý vị, nếu cái việc lấy phiếu đó diễn ra vào cái khóa họp lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì cũng là một cái biến cố rất quan trọng. Là vì tại sao? Thưa quý vị, là bởi vì vào cái thời điểm đó, nếu vào cuối năm nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn có 2 năm nữa, 2015 và đến 2016, tức là vào khoảng tháng Giêng năm 2016, họ phải có một cái Ban chấp hành Trung ương Đảng mới. Như vậy thì liệu là ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là Bộ Chính trị có dám làm cái cuộc khảo sát lấy tín nhiệm ở trong Đảng hay không? Và lấy tín nhiệm như thế nào? Liệu có qua ba cái hình thức rất là khôi hài, rất là kịch tính như Quốc hội đã làm năm 2013, hay là họ sẽ chỉ bỏ phiếu hai mức là tín nhiệm hay là và bất tín nhiệm? Thì thưa quý vị, cái việc làm của Bộ Chính trị trong cái thời gian tới sẽ gây ra một cái ấn tượng hết sức quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là sẽ đánh giá Bộ Chính trị có dám thực tâm để lấy phiếu tín nhiệm ở trong Đảng hay không, và sẽ lấy phiếu như thế nào, và sẽ có bao nhiêu người sẽ bị loại khỏi, mà họ có dám loại hay không. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian một năm nữa, những biến cố chính trị ở trong nước từ Quốc hội sang bên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rất quan trọng. Ở trong nước, người ta không quan tâm về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm ở các chức của bên hành pháp, tức là bên phía chính phủ hay là bên phía Quốc hội. Là bởi vì tại sao, thưa quý vị? Là bởi vì tất cả những người này đều là đảng viên Đảng Cộng sản, đều là phần lớn đều là cấp lãnh đạo ở trong Đảng. Thì bây giờ Đảng tổ chức lấy phiếu, rồi Đảng cũng quyết định, thì thưa quý vị, lại một lần nữa không khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi. Thành ra cái cuộc bỏ phiếu sắp tới đây ở khóa 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở cái Ban chấp hành Trung ương khóa 10, họp kỳ 10, thưa quý vị, cũng như là sau khi Quốc hội đã biểu quyết thay đổi, thì sẽ có một cái biến cố rất lớn đối với cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là vì bây giờ cái vấn đề tham nhũng thối nát ở trong Đảng đã đến mức cao chưa từng có từ trước cho đến bây giờ. Trong khi đó, uy tín của Đảng, như tôi đã thưa chuyện với quý vị, vì lời về bài viết của ông giáo sư Nguyễn Khắc Mai đã xác nhận là cái uy tín của Đảng trong nhân dân chưa bao giờ xuống thấp như thế này. Thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có tồn tại hay không? Thì đấy là những cái ý nghĩa tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không dám bỏ phiếu tín nhiệm mình vào trong cái thời điểm này. Và Quốc hội buộc phải sửa đổi lại cái hình thức lấy phiếu cho cái phiên họp kỳ tới. Nhưng mà thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra là khi mà đã quyết định bỏ phiếu tín nhiệm hay là lấy phiếu tín nhiệm, thì thưa quý vị, chỉ là một cái cuộc trắc nghiệm về vấn đề tâm lý để mà họ cho người dân biết là Đảng Cộng sản Việt Nam rất thành thật, rất nghiêm chỉnh về vấn đề thanh lọc hàng ngũ và muốn tồn tại lâu dài để lãnh đạo đất nước. Thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra là liệu người dân có chấp nhận những cái việc giải thích hay việc làm trong tương lai của Đảng Cộng sản hay không? Cái vấn đề rõ rệt là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị toàn diện như đã được viết ở trong cái điều 4 hiến pháp. Họ trà đạp lên quyền lập pháp, họ trà đạp lên quyền tư pháp. Thành ra ở trong nước,
trong hiến pháp đã viết rõ ràng là họ phân công, họ không có tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp như các nước tự do dân chủ. Ngược lại, họ tập trung, họ thống nhất lãnh đạo và họ phân công, phân nhiệm cho ba cái cơ chế đó. Tức là ở trên cùng là Đảng Cộng sản Việt Nam, ở dưới là ba cơ chế, thành ra Đảng bao giờ cũng đứng lên trên hết. Tức là Đảng đứng lên trên hiến pháp, đứng lên trên luật pháp, thì thưa quý vị, không còn có giá trị gì để gọi nhà nước Cộng sản Việt Nam là một nhà nước pháp quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền từ trước cho đến nay. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo sẽ quý xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Đây là một phóng sự từ Việt Nam, thưa quý vị, liên quan tới người Việt tại Westminster. Một tai nạn giao thông đã vừa xảy ra vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm ngày 27 tháng 12. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 năm 2014, ngay tại góc đại lộ Bonsa và đường Dillo, thuộc thành phố Westminster, đã làm cho một xe lật ngửa và tài xế thì lại bị thương nhẹ. Thông tấn viên SBTN là Vũ Nhân kể về phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Vũ Nhân có mặt tại hiện trường tai nạn giao thông vừa xảy ra tại thành phố Westminster, tiểu bang California, để tường trình đến quý vị. Góc đường Bonsa và đường Moran ngay trung tâm Lido Sài Gòn. Chiếc xe màu trắng quý vị thấy bây giờ đang thô á, là chạy trên đường Bonsa từ hướng Tây qua hướng Đông vào kẹo trái vào, trong khi đường Bonsa thì người ta đang chạy thẳng, thì cái chỗ này là keep clear. Nhưng mà lúc đó cái làn xe ở đây họ đang chạy thì ông này ông không biết vì lý do gì ông quẹo nhanh và ông tranh thủ như là đó. Thì lúc đó một chiếc xe ở dưới đang đi lên và thế là đụng vào ông và ông bị lật luôn. Thì coi như về mặt mà luật pháp giao thông thì coi chiếc xe này bị lỗi rồi. Và cái người tài xế thì không bị thương nặng lắm, bởi vì khi lật qua bên mé bên hành khách. Thì ra người tài xế có vẻ như không sao, nhưng mà họ vẫn đưa vào nhà thương để cấp cứu. Còn cái xe mà đụng chiếc xe này đó là cái chiếc xe Lexus DS300, thì bây giờ cái đầu cũng bị nát rồi. Và nãy tôi nói chuyện với cái anh đó, là anh tên là Phan Trần Quang, cư dân thành phố Stanton, anh cho biết là bây giờ không có xe đi làm và cảnh sát đang làm biên bản. Và như vậy là đây là một khúc đường quý vị cũng biết là rất là đông xe một ngày đó. Có thành phố Westminster cho biết cả 100.000 chiếc xe chạy qua trên con đường này, bởi đây là khu vực Việt Nam, trung tâm của khu Việt Nam. Thành ra khi mà quẹo trái vào những chỗ này rất là nguy hiểm. Trước đây cũng có những người ở trong này đi ra cũng hay bị đụng, bởi vì chỗ này nó không có đèn. Những cư dân ở đây nhiều lần tao đề nghị làm đèn đây, nhưng mà thành phố Westminster họ đang nghiên cứu có nên làm đèn đây không, bởi vì nếu chỗ này mà làm đèn đó thì nó an toàn, nhưng mà nó sẽ cản trở cái luồng xe lưu thông ở trên đường Bonsa này. Bởi vì đường Bonsa này, khúc đường này không phải chỉ của thành phố Westminster không, mà nó còn có tuyến đường xe bus của Orange County đó. Thành thử để làm cái đèn giao thông ở đây nó không đơn giản, và khi không có đèn giao thông thì dễ xảy ra tai nạn. Thưa anh, nhiều quý vị khán giả khắp nơi rất là mến mộ anh, thì anh có thể thẳng chương trình, anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả thì giờ đâu mà anh nghiên cứu nhiều cái tin tức quá mới vậy anh? Thưa anh. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi làm cho SBTN là coi như cũng gần 5 năm nay rồi, phải nói là được cái sự ủng hộ của khán giả với lại được cái sự gọi là tạo điều kiện của ban giám đốc đài, đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ, thì có thể nói là tôi rất là vui khi được làm trên cái đài SBTN và đặc biệt là phục vụ khán giả. Và với sự ủng hộ của quý vị trong những năm qua, làm cho tôi ngày nào tôi cũng phải tìm cái gì đó mới, gì đó vui, gì đó hay để phục vụ khán giả. Thành ra ngoài cái thời gian đi làm, chúng tôi rảnh lúc nào và đi trên xe lúc nào cũng nghe đài, nói chung là thu thập tất cả mọi tin tức và tối về mình tổng hợp, và sáng ngày hôm sau lên mình theo dõi tin tức nào mới để mình phục vụ đến khán giả. Cái đó là cái niềm vui của tôi. Thì được rất nhiều người ủng hộ và mến mộ, tôi cũng rất cảm ơn khán giả. Nếu không có sự ủng hộ của quý vị, không có sự mến mộ của quý vị, thì tôi không có hứng khởi để làm những công việc này hàng ngày. Nếu mà hàng ngày tôi nói tin tức mà dở quá, quý vị gửi email vào chê này kia, thì đôi khi mình cũng hơi gọi là nản chí. Ban đầu cũng có người chê chứ phải không, dần dần rồi mới bắt đầu mình được khích lệ lên. Và cứ mỗi ngày mình đang cố gắng mình làm nó tốt hơn. Và mỗi sáng tôi đều được một số khán giả nói là ô, sáng nay thấy anh làm tin tức với anh Mai Phi Long, chúng tôi thấy cái mừng ngày nó mới, nó vui hơn, là tôi thấy rất là vui vẻ. Mình có thể không đem được tiền bạc đến cho khán giả hay cho đồng hương mình, nhưng mình đem được cái niềm vui cho đồng hương mình, thì đó cũng là cái điều rất là vui cho ngày này. Thưa anh Vũ Nhân, chân thành cảm ơn thời giờ của anh dành cho đài truyền hình SBTN. Vâng, xin cảm ơn anh Vũ Nhân và cảm ơn khán giả của đài SBTN. Vũ Nhân, chân thành. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết là tiền Đan Mạch tài trợ Việt Nam tự xây dựng cầu Lai Châu. Tin từ BBC,
Từ Hà Nội thì ông John Newson là đại sứ Đan Mạch cho biết một phần tiền của quỹ Danida đã được dùng cho dự án xây dựng cầu treo Lai Châu. Ông nhấn mạnh rằng số tiền của Đan Mạch tài trợ qua Bộ Tài chính của Việt Nam và toàn việc xây dựng các cây cầu hoàn toàn nằm trong tay của chính quyền địa phương. Khi được hỏi các quỹ nước ngoài có thiếu trách nhiệm khi chỉ rót tiền mà không đánh giá chất lượng dự án, chất lượng công trình hay không, thì ông John Newson cho biết là khi tiến hành tài trợ thì phía Đan Mạch đã yêu cầu bản đánh giá và cam kết phía Việt Nam đối với việc dùng tiền vào mục đích gì. Một khi chính quyền Việt Nam làm theo yêu cầu thì có nghĩa là Việt Nam chịu trách nhiệm việc giám sát và kiểm định. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn chưa có được xác định nguyên nhân tai nạn nên không thể cho kết luận. Được biết hôm 24 tháng 2, cầu treo Chu Va 6 ở huyện Tam Đường, Lai Châu xảy ra tai nạn cầu dây đã bị đứt khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do con ốc hàn nối không phải là đúc nguyên khối. Nếu như đúc nguyên khối thiết kế thì chịu tải cả trăm người đi qua. Vào hồi tháng 10 năm 2012 thì Đan Mạch đã đóng 3 dự án nghiên cứu biến đổi khí hậu tại Việt Nam sau khi phát hiện nghi vấn trong vấn đề quản lý. Thưa quý vị, nông dân tại Bắc Giang chống lệnh cưỡng chế. Vào sáng ngày 24 tháng 2 năm 2014, có hai nông dân thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã ném nhiều bình khí đốt nhỏ chứa xăng để chặn đường đoàn cưỡng chế thu hồi đất gồm có 137 người. Tuy nhiên thì công an địa phương đã vô hiệu hóa tức thì các quả bom tự chế này. Vào sáng ngày 27 tháng 2, công an địa phương xác nhận đã bắt giữ hai nông dân chống lệnh cưỡng chế thu hồi đất. Công an của tỉnh Bắc Giang tịch thu tại nhà của cả hai người có tên là Vi Văn Tùng, 42 tuổi và Vi Văn Thế, 30 tuổi, cư dân tại thị trấn Chủ và có khoảng 11 bình gas được chế tạo thành bom xăng. Và theo như báo cáo pháp luật Sài Gòn thì hai ông Tùng và Thế không đồng ý phương án bồi thường đất quá thấp của chính quyền địa phương. Họ là người có 117 gia đình bị chính quyền địa phương áp đặt lệnh thu hồi đất để làm đường nội địa tại thị trấn Chủ. Con đường này được khởi công vào năm 2008 và hoàn thành vào năm 2011. Các nông dân này đã bất bình vì cho rằng con đường không đi qua phần đất của mình mà vẫn bị chính quyền cưỡng chế thu hồi để phân lô bán nền với mức bồi thường không tương xứng. Vì vậy mà hai ông Tùng và Thế đã chống lại lệnh cưỡng chế. Dư luận tại Việt Nam coi đây là một vụ án Đoàn Văn Vương thứ hai buộc nông dân phải đứng lên chống lại sự áp đặt của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Mạng lưới Bloggers Việt Nam mở hội luận tại Sài Gòn. Thưa quý vị, mạng lưới Bloggers Việt Nam cho hay sẽ tổ chức cuộc hội luận tại quán Starbucks Coffee số 76 đường Lê Lai, Bến Thành, quận 1, Sài Gòn để thảo luận về quyền tự do đi lại của công dân. Cuộc hội luận bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 3 năm 2014. Quán cà phê này là chi nhánh của Starbucks Coffee đầu tiên được mở tại Việt Nam. Thư mời của nhà tổ chức nói rằng cuộc hội luận nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân Việt Nam về quyền công dân được hiến pháp minh thị. Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến việc tổ chức cuộc hội luận trên, theo người gửi thư mời, là để làm sáng tỏ một số khái niệm cụ thể về nhân quyền, tránh bị nhà nước Cộng sản Việt Nam áp đặt, nhất là sau khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2013 vừa qua. Còn theo dư luận thì đây là một trong những sự kiện đáng chú ý, thể hiện ý thức tranh đấu mới của người Sài Gòn trong phong trào bảo vệ các quyền dân chủ, tự do của công dân được hiến pháp minh thị. Thời gian qua, thưa quý vị, thực tế cho thấy khá nhiều công dân Việt Nam bị cấm xuất cảnh mặc dù họ không hề vi phạm pháp luật mà không được thông báo nguyên nhân. Lý do ngăn chặn công dân Việt Nam xuất ngoại hợp pháp thường được nại ra là vì vấn đề an ninh quốc gia. Và theo như người tổ chức thì cuộc hội luận đặt ra vấn đề cần phải chấm dứt sự hành xử tùy tiện vi phạm quyền tự do đi lại của công dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, còn tại Việt Nam thì học sinh trung học không muốn học môn lịch sử. Bản tin sau đây cho biết kết quả của cuộc khảo sát trên mạng xã hội của một thầy giáo đã khiến cho dư luận mạng lên cơn sốt. Đó là không có một học sinh nào ghi danh thi môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Thầy giáo có tên là Văn Như Cương, dạy lớp 12 trường trung học Lương Thế Vinh ở Hà Nội nói rằng có 76% học sinh của lớp ông chọn môn lý cho kỳ thi tốt nghiệp bậc trung học, 56% chọn môn anh văn, 51% chọn môn hóa học, 11% chọn môn địa và 5% chọn môn sinh. Trong khi đó thì không có em nào chọn môn lịch sử. Ông Văn Như Cương cho biết kết quả khảo sát trên cho thấy là học sinh trường Lương Thế Vinh sợ môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp đến thế nào. Ông cũng cho biết rằng đây là tâm lý chung của học sinh Việt Nam khắp các tỉnh thành, chứ không riêng gì học sinh của trường Lương Thế Vinh.
một tờ báo mạng có tiếng là Một Thế Giới nhắc lại sự kiện xảy ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 tại trường trung học Nguyễn Hiền, quận 11, Sài Gòn, đã thể hiện thái độ tẩy chay môn sử của học sinh. Vào trưa ngày nói trên thì có hàng trăm học sinh trường Nguyễn Hiền nghe tin phòng giáo dục không đưa môn sử vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em đã ào ra ban công và hoan hô mừng rỡ, xé đề cương môn sử thả bay tung tóe khắp sân trường. Theo dư luận thì đây là một đòn thứ hai chí mạng của giới trẻ Việt Nam đánh vào các nhà viết sử và kho sách giáo khoa môn sử của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và sau đây là phóng sự từ Việt Nam, nội bộ tiêu diệt lẫn nhau, giành quyền lực trước Đại hội Nhân sự Đảng vào tháng 10 sắp tới. Thưa quý vị, hết sức bất ngờ trong đời sống chính trị Việt Nam hiện nay là vấn đề ông Trần Văn Truyền là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ của Hà Nội bị tấn công dữ dội về chuyện tài sản giàu có bất thường của mình. Thông thường trước mùa Đại hội Nhân sự của Đảng Cộng sản vào tháng 10 sắp tới đây, bao giờ cũng có những nhân vật bị tế thần trong việc đấu đá quyền lực, tranh đoạt lợi của nội bộ Ba Đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chủ tịch Sang và Thủ tướng Dũng đánh nhau kịch liệt, thì chuyện tiêu diệt nhân sự của nhau nhằm triệt hạ uy tín cũng hết sức rộn ràng. Có thể thấy cựu thanh tra Trần Văn Truyền đang là một con dê tế thần lớn trong sự kiện này khi toàn bộ cơ ngơi bí mật bị phơi bày. Một nguồn tin bí mật được truyền đến báo giới trong nước và bật đèn xanh cho chuyện tấn công tham nhũng. Có thể nhìn qua dinh thự của ông Truyền ở Bến Tre chỉ là một trong hàng chục tài sản bị tiết lộ của ông Truyền. Có thể thấy rằng một công chức nhà nước mãi mãi không bao giờ có được nếu như sống lương thiện. Thưa quý vị, theo tính toán của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, với mức lương bộ trưởng phải dành dụm 40 năm thì mới mua được nhà thu nhập thấp. Nếu lên chức bộ trưởng lúc 50 tuổi thì đến lúc mừng đại thọ 90 tuổi thì ông bộ trưởng ấy mới mua được căn chung cư thu nhập thấp. Và theo sự mỉa mai của báo chí trong nước thì lương của một tổng thanh tra chính phủ khoảng 7 triệu đồng một tháng. Có lẽ phải tằn tiện lắm thì mới đủ sống trong thời đại mọi thứ đều tăng giá. Hoặc nếu có bỏ dư ra chút đỉnh thì chắc phải 1.000 năm sau thì ông mới có thể xây dựng được một dinh thự như vậy. Ông Truyền và gia đình hốt hoảng. Và hiện nay chạy chối bằng chuyện được nhà được cho, tài sản được tặng từ những người quen biết. Nhưng thú thật mà nói không phải ông Truyền thì bất cứ quan chức cộng sản nào ở Việt Nam bạo phát của cải cũng sẽ khai rằng có nguồn tặng cho vu vơ như vậy. Vì lương của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khi được công bố chỉ có 15 triệu đồng một tháng, nhưng phải tốn kém tới 10 tỷ đồng để cho con cái ăn học ở nước ngoài. Nhưng chuyện tấn công một cán bộ cao cấp trong mùa bầu bán nhân sự không lộ liễu rằng mới đây, một tờ báo trong nước lại công khai so sánh và ca ngợi nơi ở của Chủ tịch Trương Tấn Sang chỉ có 51 m², tức là nhỏ hơn một căn chung cư rẻ tiền tại Việt Nam. Sự kiện này nhắc người ta chợt nhớ đến ông Truyền là một nhân vật phe cánh thuộc ông Thủ tướng Dũng và cuộc đấu đá quyền lực của giới chóp bu cộng sản cũng lộ hình từ nơi đây. Thưa quý vị, bản tin cho biết là trong buổi họp trưa ngày 27 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố chi tiết đầy đủ về nhân quyền Việt Nam. Ông John Kerry, là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nói rằng Việt Nam là một chế độ độc tài cai trị, nhưng những cuộc bầu cử không tự do mà cũng chẳng công bằng. Nhà nước toàn quyền kiểm soát lực lượng an ninh, lại lạm dụng chà đạp quyền con người, tệ trạng tham nhũng lan tràn trong hệ thống tư pháp và công an. Trong phúc trình thường niên về nhân quyền Việt Nam năm 2013, thì ông John Kerry cũng đã đề cập tới những trường hợp bắt bớ tùy tiện, giam giữ oan ức, những nhà hoạt động dân chủ, các blogger, những người trẻ yêu nước và những người đấu tranh cho tự do tôn giáo. Ngoài ra, thì người lao động Việt Nam không được phép thành lập công đoàn, không được bảo vệ chính đáng, hạn chế quyền tụ họp, quyền tự do ngôn luận và thông tin. Trả lời câu hỏi của đài RFA, làm sao để thúc đẩy Việt Nam cải thiện thì bà Usra Zaya, quyền trợ lý ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động cho biết, Việt Nam muốn phát triển quan hệ song phương thì phải tôn trọng mọi nguyên tắc căn bản quốc tế. Bà Zaya cũng đã quan ngại tới trường hợp của tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị ngăn cản không cho đến Geneva để tham dự UPR tới bằng 13 thanh niên công giáo, luật sư Lê Quốc Quân và sự sách nhiễu của nhà cầm quyền Việt Nam đối với ông Nguyễn Bắc Truyền gần đây nhất. Thưa quý vị, bà Zia nhấn mạnh những vấn đề không chỉ Hoa Kỳ quan tâm mà ngay chính Việt Nam cũng phải quan tâm để giải quyết. Trong khi đó thì uy thế ngày càng lớn của Trung Cộng tại Lào và Campuchia. Trong thời gian vừa qua, Trung Cộng đã không ngừng viện trợ và đầu tư vào Lào và Campuchia. Nhất là khoảng 2 năm gần đây, Trung Cộng đặc biệt quan tâm đến Campuchia và Campuchia cũng đã không ngần ngại chiều theo quan điểm của đàn anh để đối kháng với Việt Nam và Philippines trong hồ sơ Biển Đông. Đại sứ Trung Cộng tại Lào cho hay,
tính đến giữa năm 2013 thì Việt Nam có số đầu tư cao nhất, tiếp theo là Thái Lan và sau đó thì đến Trung Cộng. Nhưng đến cuối năm thì tổng giá trị đầu tư của Trung Cộng đã đạt đến mức là 5 tỷ 100 triệu Mỹ Kim, qua mặt cả Việt Nam trong tư cách là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào. Bắc Kinh đã không ngừng nỗ lực dùng chiêu bài kinh tế để dụ những quốc gia Đông Nam Á nói chung và hai nước Lào và Campuchia nói riêng. Giáo sư Carl Thayer là chuyên gia nghiên cứu về châu Á cho rằng lý do thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào hai quốc gia nói trên là vì họ muốn tiếp vào các sản phẩm nông nghiệp và nguồn tài nguyên cần cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Trung Cộng và tìm cách phát triển cho hàng hóa của họ. Và kính thưa quý vị, uy thế ngày càng lớn của Trung Cộng tại Lào và Campuchia đang trở thành một mối đe dọa cho Việt Nam trong lĩnh vực an ninh. Nếu như Lào và Campuchia rơi vào quỹ đạo của Bắc Kinh thì Việt Nam cũng sẽ lọt vào gọng kềm của Trung Cộng. Nhật Bản đã bắt giữ nữ tiếp viên hàng không Việt Nam. Thưa quý vị, theo bản tin của tờ báo Sankei Nhật Bản, thì ngày 26 tháng 2, cảnh sát Nhật đã gửi lệnh bắt đến tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vì nghi ngờ đã tiếp nhận những hàng mỹ phẩm của những nhóm người Việt Nam đánh cắp tại Nhật. Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi trung gian chuyển hàng đánh cắp đến các tiếp viên hàng không. Những hàng đánh cắp phần lớn thuộc mỹ phẩm hiệu Shiseido và quần áo hiệu Uniqlo được mang đến nhà người phụ nữ 30 tuổi kể trên. Người này đóng thùng gửi đến các khách sạn mà các tiếp viên hàng không Việt Nam trú ngụ gần phi trường Narita. Các tiếp viên hàng không gửi hiện kim trả lại, lấy hàng ra khỏi thùng, vứt thùng, kéo vali ra khỏi khách sạn đến phi trường và đã bị nhân viên điều tra theo dõi. Theo như cảnh sát, thủ tục kiểm soát xuất cảnh chỉ đặt trọng tâm vào ma túy và vũ khí. Đối với quần áo, mỹ phẩm rất dễ dãi nên số lượng lớn hàng hóa đánh cắp đã được chuyển ra nước ngoài. Tại Hà Nội, gần hãng hàng không Việt Nam có phố bán những hàng mỹ phẩm Nhật, bán rẻ hơn tại Nhật. Theo một nhân viên ngoại giao thì có nhiều món hàng ông ta thấy còn mang những tấm thẻ ghi giá tiền bằng tiếng Nhật và ông cho rằng đó là hàng đánh cắp. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia của Nhật thì số người Việt bị bắt vì đánh cắp đồ siêu thị ngày càng tăng cao, chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài đánh cắp tại nơi đây. Cũng có tin về việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất. Theo báo VN Express, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam hôm 27 tháng 2 đã lên kế hoạch cần được mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất đến mức tối đa trong vòng 10 năm tới nếu như phi trường Long Thành không kịp khánh thành. Theo lời ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Công ty Cảng Hàng không cho biết, số lượng hành khách ra vào Tân Sơn Nhất là khoảng 20 triệu lượt người với 550 chuyến bay trong năm 2013 và ông cũng ước lượng số khách sẽ lên đến 26 triệu người vào những năm sắp tới. Vì vậy, nên việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất thêm 21 chỗ đậu phi cơ, thêm 40 quầy làm thủ tục xuất nhập cảng tại sân bay là một việc cấp bách. Hiện nay, phi trường Tân Sơn Nhất chỉ có 40 chỗ đậu phi cơ so với yêu cầu cần thiết là 65 và sẽ tận dụng đất đai còn lại quanh phi trường Tân Sơn Nhất, trong đó có phần đất thuộc quyền sử dụng của Bộ Quốc phòng Việt Nam để mở rộng. Ông Đinh La Thăng là Bộ trưởng Giao thông kêu gọi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chuyển sang hình thức cổ phần hóa để công ty này có thể thay đổi cách quản lý, nâng cao cạnh tranh. Và sau đây là phóng sự từ Portland, Oregon, nhằm tưởng nhớ và tri ân tổ sư khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam lễ kỷ niệm 60 năm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Sơn vào trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Thiện và Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thông tin viên Quang Trung gửi về phóng sự sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Vừa qua, vào ngày 23 tháng 2 năm 2014 và lúc 11 giờ 30 phút trưa Chủ nhật, tịnh xá Ngọc Sơn tại thành phố Portland đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Lễ kỷ niệm 60 năm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng nhằm tưởng nhớ và tri ân Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, tổ sư khai lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Với chí nguyện nói truyền Thích Ca chánh pháp, vào thập niên 1944 của thế kỷ 20. Lễ kỷ niệm tổ sư dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Thiện và Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni. Mến mời quý vị theo dõi phóng sự. Và lễ tổ sư Minh Đăng Quang lần thứ 60 năm,
chuyên tay sở tại và đặc biệt có đại đức Trung Quốc có càng đến cũng như Phật tử xa gần đến đi dự pháp tu học và đồng thời ngày nhân dân dự lễ tổ sư Minh Đăng Quang Giáng Bóng. Thì rồi gọi tống trên tháng tầm sau sau khóa lễ cầu siêu cho Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, Đại Đức Thích Minh Phước đã chia sẻ sơ lược tiểu sử của Tổ Sư Minh Đăng Quang. Kính lại Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, nhiên đang thượng cổ Phật, thì hiện cõi Ta Bà. Kính bạch, cho nên chư tôn thì Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa toàn thể các chư Việt Nam tín nữ Phật tử càng xa thân mến. Khai sáng đạo Phật phát trị Việt Nam, một bậc đại nhân đại giác ra đời nhân miền thánh địa Việt Nam, xuất miền Nam nước Việt, kế thừa truyền thống chư Phật qua đời. Kế đến thượng tọa Thích Minh Thiện, viện chủ Tịnh Xá Ngọc Sơn lên chứng minh công đức của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Đã 60 năm, với hơn 60 năm, với biết bao vui buồn, biết bao thương si của dòng thời gian, hồi tưởng lại mấy năm nào dưới tàn cây quả đầu tại Tịnh Xá Thập Quan Sa Đéc, tổ sư đã gọi tăng sư cận sự trong giáo đoàn các sơn trải nghiệm và ngồi đồng quanh ngài. Buổi lễ tưởng niệm kết thúc gần 2 giờ trưa cùng ngày. Chúng tôi, nhóm thông tín viên tường thuật từ thành phố Portland, Oregon, xin thân ái kính chào quý vị. Và sau đây là phóng sự từ quận Cam. Vào trưa thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014, tại đài SPTN đã có buổi tiếp đón ông Lê Thành, là Tổng Giám đốc, và Tiến sĩ Lê Huy, Giám đốc Kỹ thuật của công ty Luraco đến từ Dallas, nhân dịp viếng thăm và làm việc tại miền Nam Cali. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự do thông tín viên Phan Đại Nam thực hiện sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào trưa thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014, tại văn phòng của đài truyền hình SPTN, thành phố Garden Grove, miền Nam Cali, ông Lê Khoa, tổng giám đốc của đài SET 57.4 và nhà văn Huy Phương, người phụ trách chương trình huynh đệ chi binh của đài SPTN, đã được hân hạnh đón tiếp phái đoàn của công ty Luraco đến từ Dallas, Fort Worth. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đài SPTN và đài SET hân hạnh đã tiếp đón hai người khách đến từ Dallas, Fort Worth, đó là hai người trong ban quản trị của công ty Luraco. Đứng cạnh tôi là anh Lê Thành, tổng giám đốc, và bên cạnh tôi là tiến sĩ Lê Huy, giám đốc về kỹ thuật của công ty. Và chúng tôi xin giới thiệu một người mà chắc là cũng ít có mặt ở trên TV là anh Khoa Lê, hiện nay là tổng giám đốc đài SET, và anh Chí Cường đứng cạnh đây là chuyên viên kỹ thuật. Sau này thì hai anh sẽ đưa quý khách ở công ty Luraco đi thăm các cơ sở của đài SPN cũng như đài SET. Sau đó, ông Lê Khoa, nhà văn Huy Phương và kỹ thuật viên Lý Cường đã dẫn phái đoàn thăm cơ sở của hai đài. Nhân dịp này, chúng tôi đã nói chuyện với hai ông và ông Lê Thành cho biết cảm nghĩ. Thì đây là lần đầu tiên mà Lê Thành cũng như tiến sĩ Lê Huy đến thăm cơ sở của SBTN cũng như là đài SET-TV. Thì Lê Thành thấy rằng cơ sở của các anh rất là khang trang. Dạ vâng, và nói về khoa học kỹ thuật thì thực sự là có nhiều cái Lê Thành thấy rất là mới lạ. Dạ, và có lẽ đây là cũng điều mà làm cho là một trong những điều để mang đến cái sự thành công của đài SBTN cũng như đài SET. Và nói về những cái chương trình mà như anh đã nhắc đến thì thưa quý vị là trong thời gian qua gia đình Thành cũng như là quý đồng hương khắp nơi là đón nhận đài SBTN cũng như là một cái món ăn tinh thần rất là lớn, không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam và cũng như là chương trình của Asia. Dạ vâng, thì thưa anh Lê Thành thấy rằng đài SBTN và đặc biệt là mình nói rằng là cái chủ trương của đài là luôn luôn một lòng với phía cộng đồng cũng như là phía người Việt quốc gia. Dạ vâng, đó là cái điều mà có lẽ rằng mọi người rất là yêu thích.
Còn riêng anh tiến sĩ Lê Huy thì anh là một nhà kỹ thuật, thì anh có cảm nghĩ như thế nào? Thưa anh, thì khi mà mình xem cái chương trình của SBTN thì mình xem trên màn hình nhỏ vậy thôi, nhưng mà đến khi tới thì mình thực sự mình thấy mọi công việc và cái facility và máy móc là rất là nhiều thứ mà phải làm việc together đó, và mọi người phải làm việc gọi là back behind the scene đó, các chuyên viên kỹ thuật và đặc biệt là máy móc nó rất là nhiều thứ khác nhau, play box rồi này nọ, và chúng tôi thấy là rất là impressed với là những gì mà đài SBTN đang có và những cái chương trình của SBTN. Với những nhận xét của anh Lê Thành và tiến sĩ Lê Huy, chắc thể nào sau khi mà đã thăm viếng đài SBTN và đài SET, thể nào hai anh cũng có một cái gì đó đóng góp cho hai đài trong tương lai? Dạ vâng, thì tụi em cũng sẽ cố gắng, dạ vâng, và bằng cái khả năng của mình. Dạ, trước hết thì anh như anh được biết là Luraco là một khách hàng quảng cáo khá thường xuyên trên đài SBTN, mà như quý vị xem SBTN thì quý vị cũng thấy là quảng cáo rất là nhiều. Dạ vâng, đó cũng là một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Dạ vâng, và trong tương lai thì Luraco cũng sẽ có mặt trên đài SCT nữa thưa anh. Còn anh tiến sĩ Lê Huy thì với cái nhìn mà một người mà khoa học như anh, thì anh có thể anh có ý kiến gì cho đài SBTN cũng như SET? Dạ vâng, thì hy vọng là công ty Luraco và đài SBTN và đài SAT sẽ sau này sẽ có sự hợp tác mạnh hơn nữa, và chúng tôi hy vọng là có những cái idea hoặc những ý kiến gì về bên khoa học kỹ thuật thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Kính thưa quý khán giả, buổi tiếp đón với đoàn công ty Luraco đến từ Dallas Fort Worth đã kết thúc vào buổi trưa cùng ngày, sau khi ban quản trị của công ty Luraco thảo luận với ban giám đốc của hai đài về những chương trình sẽ được phát triển thêm trong những thời gian sắp tới. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phóng sự với Bích Châu, Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng kỷ niệm 35 năm thành lập. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng tại miền Nam California vừa kỷ niệm 35 năm ngày thành lập liên đoàn vào ngày 22 tháng 2 năm 2014, với sự tham dự của 200 hướng đạo sinh cùng gia đình, cũng như những vị khách mời đặc biệt đến từ đơn vị hướng đạo Hoa Kỳ miền Nam Cali, cũng như đại diện đến từ các liên đoàn bạn trong khu vực. Đây cũng là dịp để tất cả các trưởng và các hướng đạo sinh thuộc liên đoàn Chi Lăng trong suốt 35 năm qua từ khắp nơi trở về gặp gỡ và chia sẻ những kỷ niệm trong những năm tháng vừa qua. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây những hình ảnh và chia sẻ của đại diện liên đoàn Chi Lăng nhân ngày kỷ niệm 35 năm này. Kính chào quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2014, tức là ngày kỷ niệm 35 năm thành lập của Liên đoàn Chi Lăng, và chúng tôi có mặt tại đây. Tôi là Liên đoàn trưởng Phùng Quang Tuyên và anh Liên đoàn phó đây Charles Nguyễn. Xin kính chào quý vị. Bắt đầu từ năm 1979 thì Liên đoàn Chi Lăng chỉ vòn vẹn có một kha đoàn mà thôi, và một tuần thôi, tức là đầu khoảng chừng 10 anh chị em vào tuổi kha sinh. Sau khi liên tục 35 năm phát triển thì chúng tôi lớn dần, có thêm ngành thiếu, ngành kha và ngành tráng, và sau cuối cùng thì có ngành mình nấu. Và hiện tại là dân số của liên đoàn khoảng chừng trên dưới 200 em, tức là có 4 ngành ấu, kha, thanh, thiếu và tráng. Và chúng tôi vẫn duy trì cái truyền thống sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam trước năm 1975, và đồng thời chúng tôi cũng hội nhập vào những cái chương trình mà của hướng đạo Hoa Nam và nữ Hoa Kỳ ở đây. Đoàn Chi Lăng cũng là 35 năm thì trải qua rất là nhiều thứ, và hôm nay thì ngày quá vui cho tụi em, tại vì hôm nay cũng có nhiều người bạn em ngày xưa từ nhỏ đi Chi Lăng á, bay từ Tennessee về hay là đi mấy chỗ khác, và 20 mấy năm rồi chưa gặp lại được, nên hôm nay là ngày rất là vui cho em. Xin chào đài SBTN. Mình có hai người con ở trong liên đoàn Chi Lăng, hai đứa là người thiếu. Chúng nó đã đi từ lúc mà nó là ấu, là cách đây cũng là 6 năm rồi, 6-7 năm rồi. Và bây giờ tụi nó lên thiếu, mình là một phụ huynh, mình rất là có một cái sự hân hạnh, rất là hân hạnh là mình được ở đây. Liên đoàn Chi Lăng là một cái liên đoàn rất là lớn, và đứa con của mình đó, nó học rất là giỏi, và nó rất là kỷ luật. Và cũng rất là cảm ơn Liên đoàn Chi Lăng
đã giúp như là huấn luyện và kỷ luật cho những đứa bé. I joined G-Lang when I was six, and pretty much I've been in it my whole life because the kids, the people, and the leaders were just amazing, and I had a great time and experiences that they gave me. And my goal is to become the first Vietnamese scout to have 136 merit badges. Quý vị vừa theo dõi phóng sự ngắn về ngày kỷ niệm 35 năm thành lập của Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng tại miền Nam California. Bích Châu tường trình cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn thông tin viên Bích Châu. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số các tin tức trên thế giới. Nhờ quý vị nhớ đón xem. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Chúng tôi nhận thấy trong tuần vừa qua thì có hai sự kiện quan trọng diễn ra ở Việt Nam. Thứ nhất là lễ tưởng niệm 35 năm ngày Trung Cộng xô quân tấn công 6 tỉnh phía Bắc mà một số cá nhân và đoàn thể dân chủ đứng ra tổ chức, tuy nhiên đã bị nhà cầm quyền phá bỉnh, đưa công an và cán bộ ra tổ chức cái cuộc nhảy đầm để phá phách cái buổi lễ tưởng niệm này. Và cái sự kiện thứ hai là sự ra đời của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Về cái lễ tưởng niệm 35 năm ngày Trung Cộng xô quân tấn công 6 tỉnh phía Bắc thì chúng tôi nhận thấy là vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 ngày Chủ nhật thì một số đồng bào đã đi đến tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội để chuẩn bị làm lễ tưởng niệm nhân 35 năm ngày Trung Cộng xua 600.000 quân ra tấn công 6 tỉnh phía Bắc, giết chết gần hoặc là hơn 50.000 chiến sĩ quân lính và đồng bào vô tội ở miền Bắc. Tuy nhiên thì nhà cầm quyền từ sáng sớm đã cho công an và các cán bộ đảng viên ra nơi tượng đài lễ tưởng niệm tổ chức các buổi nhảy đầm vào ngày sáng sớm. Thì như chúng ta ai cũng đều biết thì trước đó khoảng một tháng, nhân ngày 17 tháng Giêng đầu năm nay thì một số đồng bào cũng đã đến tượng đài Lý Thái Tổ có ý định là làm lễ tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa. Và trong cái ngày hôm đó thì nhà cầm quyền cũng đã cho công an phá phách, cưa đá, tạo ra những tiếng động ồn ào, những bụi bay mù mịt, không cho cái buổi lễ tưởng niệm đã được diễn ra một cách trang nghiêm. Thì chúng ta nhìn vào hai cái hiện tượng này thì chúng ta phải thấy rằng đó là đây không phải là cách hành xử của một nhà cầm quyền mà là một cái cách hành xử của một cái đảng mafia. Và theo chúng tôi nhận thấy cái sự đê tiện của chế độ nó cũng đã đi đến một cái mức tột cùng, không còn lời lẽ nào để có thể diễn tả được. Là vì ngày 18 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã xua 600.000 quân qua biên giới phía Bắc, giết rất là nhiều người dân hiền lành vô tội và hơn 50.000 đồng bào đã phải bỏ mình hy sinh. Thì cái chuyện mà nhà cầm quyền cộng sản như là ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng chúng ta tưởng niệm như thế nào để có lợi cho đất nước, thì chúng tôi không biết là tổ chức lễ tưởng niệm bằng cách cho công an, cán bộ, đảng viên ra nhảy đầm và theo cái bài nhạc đệm của Trung Quốc mang tên là Trung Hoa Chính Nghĩa, thì chúng tôi không hiểu là cái cách tưởng niệm như vậy thì làm sao mà có lợi được cho đất nước, cho quốc gia. Chúng tôi thấy đây là một cái lý luận ngụy biện, là vì đối với một quốc gia lớn xua quân đi cướp biển, cướp đảo của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974 và xua 600.000 quân qua 6 tỉnh phía Bắc đánh một quốc gia láng giềng nhỏ hơn, thì qua hai cái sự kiện phá bỉnh, cưa đá và nhảy đầm trước tượng đài Lý Thái Tổ thì chúng ta có thể nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một sự lựa chọn là chấp nhận làm thân phận nô lệ chư hầu với thiên triều để bám cái ngai vàng độc tôn, tiếp tục bóc lột và đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam. Vấn đề cưa đá và nhảy đầm phá bỉnh không phải là hành động của một chính quyền mà là của một cái đảng mafia côn đồ, và họ đã nhổ nước miếng trên xác của hàng chục ngàn tử sĩ và đồng bào
tử sĩ Hoàng Sa và đồng bào ở miền Bắc đã hy sinh trong năm 1979 khi 600.000 quân Trung Quốc xua ra biên giới ở phía Bắc. Thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng ra rã sử dụng chiêu bài và hợp hòa giải kêu gọi người Việt ở nước ngoài về hợp tác với chế độ, thì chúng ta phải nên nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng. Người Việt hải ngoại có trách nhiệm hỗ trợ cho đồng bào trong nước nói lên những cái tiếng nói đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và tự do. Chúng tôi nghĩ là chúng ta không nên bao giờ nghĩ tới việc hợp tác hay là tiếp tay để nuôi dưỡng chế độ cộng sản, vì chỉ như vậy thì chỉ giúp họ tiếp tục có những hành động và những thái độ bán nước cho Trung Cộng mà thôi. Và tuy là cũng có một thiểu số ít người có thể là vì lý do này lý do kia họ trở về Việt Nam làm ăn, thì trong đại đa số trường hợp thì chúng ta đều phải nhìn thấy rằng làm ăn với Việt Cộng thì có ngày bỏ của chạy lấy người. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng cái thiểu số đó, những cái nhóm người đó, họ nên suy nghĩ lại là nếu như mà họ muốn làm ăn thì có nhiều cách để đó rất là làm ăn, nhưng mà cái vấn đề bắt tay mà hợp tác làm ăn chung với nhà cộng sản Việt Nam giúp cho họ bán nước thì đó là một cái điều là chắc chắn là không ai nên nghĩ tới và làm việc đó, là tại vì cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa thì tới chết thì cũng không mang được, nhưng mà những cái việc làm xấu đó thì sẽ để lại những cái tiếng thị phi muôn đời. Thì chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả người Việt hải ngoại, chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn với hiện trạng hiện tình của đất nước, và đừng làm bất cứ chuyện gì để tiếp tay cho chế độ tiếp tục bán nước, bán đất và bán biển cho quan hệ Trung Cộng. Và hơn nữa là chúng ta nên đóng góp một bàn tay trong cái công cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBTN Úc Châu. Là thứ sáu, ngày 28 tháng 2 2014, thì Nga kính chào quý khán thính giả đến với SBTN DC bản tin Hoa Thịnh Đốn. Chương trình hôm nay tiếp sau phần tin đáng chú ý, mời quý vị theo dõi tiếp cuộc mạn đàm của Thanh Trúc với Trương Quốc Huy, một trong các thanh niên tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam đã từng bị tống giam, sau đó phải chạy sang Thái Lan lánh nạn. Trước tiên mời quý vị đến với phần tin tức với các tin cập nhật về Ukraine và Nga, vấn đề cứu trợ kinh tế cho Ukraine và báo cáo về nhân quyền Việt Nam do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố. Trước tiên là tin tiến trình đàm phán cho một thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ và mối quan hệ của Liên Âu với Ukraine đã được các bộ trưởng trong Liên minh châu Âu họp thảo luận hôm nay. Về vấn đề Ukraine, thì hồi năm ngoái, Liên Âu đã đề nghị với Ukraine một hiệp định thương mại tự do. Theo đó, các khoản cho vay và tài trợ cho Ukraine trong hơn 7 năm có thể lên đến 20 tỷ euro, tương đương 27,5 tỷ Mỹ Kim. Sự từ chối vào phút chót của Tổng thống Viktor Yanukovych đã làm dấy lên những cuộc biểu tình khiến cả trăm người thiệt mạng. Nay, đề nghị của Liên Âu vẫn còn trên bàn. Giới chức Liên Âu cho hay là thỏa thuận sẽ đẩy mạnh cho nền kinh tế Ukraine, mở cửa thị trường cho các nhà xuất khẩu xứ này. Liên Âu vẫn dành ưu tiên cho việc đó. Thứ trưởng Thương mại và Phát triển của Hy Lạp, ông Notis Mitarachis, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Âu, cho biết như thế. Ông tuyên bố sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Ukraine ngay khi nào mà Ukraine ổn định chính phủ. Với Hoa Kỳ thì đàm phán của Liên Âu cho một thỏa thuận thương mại tự do bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái, nhưng đã ngưng lại một phần từ tháng Giêng năm nay để Liên Âu tham khảo ý kiến về các quy định đầu tư. Một thỏa thuận thương mại rộng lớn giữa Liên Âu và Hoa Kỳ có thể là động lực để tăng trưởng và tạo thêm việc làm tại cả hai bờ Đại Tây Dương bằng cách loại bỏ thuế quan và các điều lệ.
số lượng hàng hóa và dịch vụ giữa khối Liên Âu và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế khổng lồ với gần phân nửa sản lượng toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thúc đẩy việc có được một thỏa thuận thương mại tự do trước cuối năm nay. Thế nhưng vẫn còn các vấn đề chưa thông qua được như về nông nghiệp, quy định ngành công nghiệp và một số các lĩnh vực khác. Về phía Nga thì tiếp sau các lời kêu gọi của phương Tây yêu cầu Điện Cẩm Linh tham gia nỗ lực giúp cho Ukraine tránh vỡ nợ, hôm qua Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ Nga thảo luận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về việc cứu trợ cho kinh tế Ukraine và xem xét hỗ trợ nhân đạo cho khu vực nói tiếng Nga là Crimea. Đây là phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Hôm nay, ông Viktor Yanukovych đã mở cuộc họp báo, trong đó ông nguyện tranh đấu cho tương lai của Ukraine và cho biết rằng ông sẽ không yêu cầu hỗ trợ quân sự. Đây là lần đầu tiên Yanukovych xuất hiện công khai sau khi ông rời khỏi Kiev tối thứ Sáu tuần trước. Tôi dự định sẽ tiếp tục tranh đấu cho tương lai của Ukraine, ông tuyên bố trong cuộc họp báo tại Rostov-on-Don, là một thành phố ở mạn nam nước Nga. Yanukovych nói là ông ủng hộ cư dân Crimea, là những người đang lo ngại về chuyển biến tại Kiev, và ông nói thêm rằng Nga không thể không có phản ứng gì trước những sự kiện diễn ra tại Ukraine. Tuy vậy, ông nói rằng bất kỳ hành động quân sự nào trong tình huống này đều không thể được chấp nhận. Nói tiếng Nga trong cuộc họp báo, Yanukovych khẳng định ông không chạy trốn, nhưng mà là đến Kharkiv, một thành phố ở miền đông Ukraine. Ông đã buộc phải rời khỏi đất nước khi ông ở Crimea sau khi gia đình ông bị đe dọa. Khi được hỏi ông đến nước Nga như thế nào, thì Yanukovych cho biết đó là nhờ các viên chức yêu nước, những người đã làm nhiệm vụ và cứu tôi. Yanukovych nói tiếp là ông tới Rostov-on-Don, một thành phố ở mạn nam nước Nga, là để tìm nơi trú ẩn tạm thời từ một người bạn cũ. Yanukovych cho biết ông đã không gặp Tổng thống Putin, nhưng đã nói chuyện với ông Putin qua điện thoại, và ông hy vọng là nhà lãnh đạo Nga sẽ đến gặp ông. Yanukovych cũng nói rằng những hành động hồi gần đây của phe đối lập đã đi ngược lại thỏa ước với chính phủ ông, thỏa ước này do Liên Âu dàn xếp. Yanukovych cũng bác bỏ báo cáo về tòa biệt thự cực kỳ sang trọng, xa hoa ở ngoại vi thủ đô Kiev mà báo chí nói là của ông. Yanukovych gọi đó là các hình ảnh đẹp và cam kết sẽ chứng minh tại tòa án rằng biệt thự đó không phải là của ông. Ông nói tiếp về các báo cáo cho rằng ông ra lệnh tấn công vào những người biểu tình. Ông nói rằng ông không hề ra các lệnh đó. Và trong một tin liên quan, thưa quý khán thính giả, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết là binh sĩ Hải quân Nga đã chặn đường đến các sân bay tại Simferopol và Sevastopol. Thế nhưng sau đó, viên chức đứng đầu Hội đồng An ninh Ukraine là ông Andriy Parubiv nói rằng các sân bay đó vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Thưa quý khán thính giả, vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2013, nội dung bản tóm tắt như sau, do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ lược dịch. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài, cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hầu hết các cuộc bầu cử quốc hội mà gần đây nhất được tổ chức vào năm 2011 đều không được tự do và công bằng. Nhà cầm quyền duy trì kiểm soát các lực lượng an ninh. Lực lượng này đã thực hiện những vi phạm nhân quyền. Vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất của quốc gia này là tiếp tục hạn chế các quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền được thay đổi chính phủ, gia tăng các biện pháp nhằm hạn chế các quyền tự do dân sự của người công dân, tham nhũng trong hệ thống tư pháp và công an. Những vi phạm cụ thể về nhân quyền bao gồm sự ngược đãi của công an đối với các nghi phạm trong lúc bị bắt và tạm giam, gồm có việc sử dụng vũ lực gây chết người cũng như điều kiện rất khắc khổ trong trại tù, bắt giữ tùy tiện
và giam giữ những nhà hoạt động chính trị, từ chối quyền được xét xử công bằng và nhanh chóng, dùng thế lực chính trị, nạn tham nhũng và sự kém hiệu quả vẫn tiếp tục bóp méo hệ thống tư pháp. Nhà cầm quyền hạn chế quyền tự do ngôn luận và báo chí, đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, gia tăng hạn chế tự do Internet, tiếp tục tấn công chống các trang web có những lời chỉ trích chính quyền, duy trì sự giám sát các nhà bất đồng chính kiến, tiếp tục hạn chế quyền tự do riêng tư, quyền hội họp, quyền thành lập các hiệp hội và phong trào. Tuy chính quyền cho phép hơn 100 địa điểm thờ phượng mới của các tôn giáo có xin phép, nhưng hàng trăm tổ chức khác vẫn không thể đăng ký và những người dân thể hiện quyền tự do tôn giáo tiếp tục bị sách nhiễu hoặc được giải thích và ứng dụng luật pháp khác nhau, không được bảo vệ pháp lý một cách thuần nhất, đặc biệt là ở cấp tỉnh và làng xã. Nạn công an tham nhũng tiếp diễn. Chính phủ duy trì việc cấm các tổ chức nhân quyền độc lập hoạt động. Bạo lực và phân biệt đối xử đối với phụ nữ cũng như nạn buôn người, đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ vẫn tiếp tục, cũng như phân biệt giới tính trong khi lựa chọn khai thác tình dục nơi trẻ nhỏ. Sự phân biệt đối xử của xã hội dựa trên sắc dân, khuynh hướng tình dục, giới tính và tình trạng nhiễm HIV/AIDS vẫn tồn tại, nhưng những cuộc tranh luận công khai sôi nổi về đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, được phép diễn ra và những người LGBT được dung nạp. Chính phủ duy trì giới hạn quyền của người lao động được thành lập hoặc gia nhập công đoàn độc lập và không thực thi đầy đủ các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh. Lao động trẻ nhỏ vẫn còn. Chính quyền đã không có hành động thích đáng để truy tố và trừng phạt các quan chức chủ mưu lạm dụng quyền lực. Các nhân viên công an đôi khi hành động mà không bị trừng phạt. Tới đây, chúng ta hãy quay sang đề tài khác, nhẹ nhàng hơn là chuyện rối ren bên Ukraine, quý vị nhé. Như quý vị theo dõi thông tin cũng đã biết, từ khi nhận trọng trách lãnh đạo Thiên Chúa Giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng Francis đã cho thấy là ông có quan điểm cởi mở hơn, tiếp cận hơn với những vấn đề trong xã hội thời nay. Trong thánh lễ tổ chức hàng ngày tại Tòa Thánh Vatican hôm nay, Đức Giáo Hoàng phát biểu là chúng ta không nên lên án những cặp vợ chồng ly dị, mà hãy giúp đỡ họ trong tình cảnh đau khổ đó. Khi tình yêu thất bại, chúng ta hãy cảm thông cho nỗi đau buồn đó, đừng lên án, hãy đi cùng với những người bị vấp ngã về tình yêu. Chúng ta phải đến gần hơn, chia sẻ với các anh chị em, những người đã phải chịu đựng sự thất bại của tình yêu trong cuộc sống của họ. Ngài tuyên bố như vậy. Theo quy luật của Thiên Chúa Giáo thì người ly dị không được phép tái hôn. Nhưng tuy bị cấm, một số tín đồ vẫn bước đi bước nữa sau khi đã vấp ngã trong tình trường. Đức Giáo Hoàng Francis đã từng hứa là sẽ đưa đạo Thiên Chúa tiếp cận hơn với đời sống thực tế hiện đại. Gia đình là một trọng điểm thiêng liêng trong Thiên Chúa Giáo từ trước tới nay. Giờ đây, quan điểm của vị chủ chăn đưa ra về vấn đề không lên án người ly dị và hãy thương cảm cho họ, không biết sẽ gây tranh luận ra sao. Đến đây, chương trình xin tạm dừng để mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBGNDC, bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, mời quý khán thính giả theo dõi tiếp cuộc mạn đàm với Trương Quốc Huy, một trong các thanh niên tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam đã từng bị tống giam. Sau khi ra khỏi tù, Huy và gia đình tiếp tục bị sách nhiễu, do đó Huy đã tìm cách qua Thái Lan lánh nạn. Những chặng đường đó, Trương Quốc Huy thuật lại cùng Thanh Trúc và quý vị như sau. Thanh Trúc kính chào quý vị, mời quý vị trở lại cùng với buổi mạn đàm với Trương Quốc Huy, là một nhà hoạt động trẻ tuổi đã nhiều lần bị tù tội ở Việt Nam, và anh cũng đã bị sách nhiễu sau khi ra tù. Và với những cái khó khăn trong cuộc sống,
Trần Quốc Huy đã chạy trốn qua Thái Lan, tá túc ở đó một thời gian, nhưng rồi cuối cùng lại bị bắt cùng với những người hoạt động khác cũng trốn qua Thái Lan, và nhờ đó mà Trần Quốc Huy được qua Hoa Kỳ để định cư tại tiểu bang Maryland vào cái dịp mà cuối năm 2013, tức là ngay đêm giao thừa 2014 năm Giáp Ngọ đó, thì Trần Quốc Huy đã có mặt tại Hoa Kỳ. Xin chào Trần Quốc Huy. Xin chào chị Thanh Trúc và quý khán giả của đài SBTN. Một lần nữa rất vui để được nói chuyện trở lại với Trần Quốc Huy. Huy này, ở người ta nói rằng là trong cái một cái chế độ mà họ kiểm soát từ họ muốn kiểm soát từ cái tư tưởng của con người cho tới nhất cử nhất động của những người mà họ nghi rằng là những cái người này có thể gây ra những cái lộn xộn ở trong xã hội, những cái mất trật tự an ninh như họ thường nói đó. Yeah. Thì cái sự sợ hãi nó bao trùm lên những người Việt Nam, họ không có dám làm cái gì hết. Vậy thì Trương Quý Huy biết như vậy nhưng mà vẫn dấn thân vào những cái việc như là tham gia vụ Pol Pot, hay là nói chuyện với dân oan, rồi lại liên kết với những cái mạng lưới ở bên ngoài, các tổ chức tranh đấu ở bên ngoài nữa. Cái gì đã thúc đẩy Trương Quốc Huy phải làm những cái điều đó? Dạ, bởi vì em cũng thấy được cái trong cái xã hội mình sống đó, rồi mình lớn lên thì cũng như bao nhiêu thanh niên khác thôi, nhưng mình nhìn nhận được cái sự bất công ở trong cái xã hội mà mình đang sống. Rồi giữa cái thông tin từ ở bên trong nước đó, cái cách mà họ phát thanh truyền hình này kia đó, mình nghe nó trái ngược hoàn toàn với lại thực tế của xã hội. Thì cái quyền lợi mà những cái người đáng ra họ phải có, họ phấn đấu để họ sống trong cuộc sống á, thì nó lại lọt vào trong tay con em của các quan chức. Thành ra thì cái điều đó nó thúc đẩy rằng mình thấy cái điều bất công đó, mà mình thanh niên mà mình không nói thì nó cũng nó có cái điều gì đó nó cứ thôi thúc. Thì từ đó em đến với lại cái chuyện đấu tranh nó cũng tình cờ thôi. Dạ. Rồi, nghe Trương Quốc Huy nói thì thưa quý vị, Thanh Trúc cũng chợt nghĩ đến một cái câu mà người cộng sản thường hay rêu rao đó. Họ thường hay rêu rao là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, nhưng mà họ rêu rao như vậy mà không biết rằng cái câu đó giống như gậy ông mà đập lưng ông, vì họ áp bức người dân thì ở đó người dân vùng lên đấu tranh, phải không? Dạ. Bây giờ Thanh Trúc muốn nói về cái thời gian tù tội của Trương Quốc Huy. Khi mà ở trong tù đó thì chẳng những đó là Trương Quốc Huy biết là mình vô trong tù, mà Trương Quốc Huy cũng tìm cách để mà liên lạc với bên ngoài, và rất nhiều cách, đến nỗi mà những người ở ngoài này đều biết là Trương Quốc Huy bị bắt rồi, Trương Quốc Huy bị bỏ tù. Khi mà cái năm 2005 mà Trương Quốc Huy bị bắt đó, bằng cách nào? Dạ, hồi lúc đầu cái năm 2005 bị bắt đó, thì trước khi bị bắt đó thì Huy cũng biết được rằng đó, là mình ở trong cái xã hội Việt Nam đó thì họ muốn kiểm soát về cái tư tưởng con người, họ không muốn những cái thông tin gây bất lợi cho họ lọt ra bên ngoài. Nhưng mà trước khi mà bị bắt đó thì Huy có chuẩn bị trước, tức là cũng có liên lạc với những bạn bè ở bên ngoài, mình cũng có đưa tên tuổi của mình này kia, là nếu trong trường hợp mà tôi bị bắt như vậy đó thì các bạn phải phổ biến cái thông tin này lên trong bất kỳ trường hợp nào. Thì đến khi mà bị bắt như vậy đó thì lập tức ở bên ngoài ta đưa lên truyền thông, giống như các đài đã có đưa tin cái trường hợp mà bị bắt đó. Kể cả những bài viết của Trương Quốc Huy về tình trạng phân hóa hay là những cái lũng đoạn trong xã hội Việt Nam, Trương Quốc Huy cũng tìm cách thưa quý vị đưa ra bên ngoài, thí dụ như liên lạc với Thông Luận, đăng trên trang mạng của Thông Luận hay là trên báo của Thông Luận, và kể cả trang mạng của Đàn Chiên Việt. Đó là cái lợi thế của những cái người tranh đấu sau này, phải không, khi mà họ thấy là họ có thể tạo được một cái liên kết với bên ngoài. Dạ, đúng ra thì là đó là cũng khi bắt đầu Việt Nam bắt đầu có sự phát triển của Internet đó, thì lúc đó thật ra nhiều người họ cũng bị cản trở bởi cái ngăn chặn về Internet nhiều. Thì cũng may mắn là Huy thì cũng được biết chút xíu kỹ thuật đó, để mình vượt qua được những cái ngăn chặn như tường lửa ở Việt Nam đó. Thì lúc đó có đọc được các tin tức. Thật ra cái tin tức của tự do từ phía bên ngoài nó rất là quan trọng đối với người dân trong nước, thưa chị. Huy bị bắt ở trong Việt Nam đó là hai lần. Một lần vào năm 2005 là vì hoạt động với Pol Pot. Lần thứ nhì đó là lại dính líu tới những người dân oan, binh vực cho người dân oan, xong rồi lại đi về dưới miền Tây để mà tìm cách mà liên lạc với những người dân oan, rồi lại viết bài để mà đưa ra ngoài. Thì đó là hai lần bị tù. Thì trong cái hai lần bị tù đó Huy được đối xử như thế nào? Dạ, trong cái lần thứ nhất đó, họ bắt mình đó, thì lúc đó phải nói là tình trạng họ đối xử rất là tồi tệ. Bởi vì khi họ vừa bắt xong năm 2005 đó,
đưa vào trong trại giam B34 đó, là họ giam trong cái phòng rất là tối thưa chị. Mình không chỉ phân biệt được ban ngày và ban đêm qua một cái khung cửa nhỏ như thế này, mà rất cái tường rất là cao. Thì trong cái thời gian 9 tháng đó, họ giam giữ và họ đối xử rất tồi tệ, họ không cho thăm gặp gia đình, và có một cái khoảng thời gian đó họ cúp tất cả các nhu cầu vệ sinh tối thiểu đó, không có xà bông, không có bàn chải đánh răng, không có kem đánh răng suốt một cái thời gian dài như vậy. Rồi sau đó thì 9 tháng sau thì họ thả ra, đó là lần thứ nhất. Dạ. Đến lần thứ hai thì ra, lúc đó có phong trào 8406 đó, thì của linh mục Nguyễn Văn Lý đó, thì lúc đó Huy có ghi tên tham gia và cùng với những anh em bắt đầu ra mắt cái 8406 ở tại miền Nam. Là lúc đó ở Sài Gòn đó. Thì đồng thời trong cái thời điểm đó thì em mới gặp gỡ những dân oan, thì mình biết về họ đó, mình có viết những cái bản tin ngắn để gửi ra bên ngoài. Rồi sau đó em có làm cái phỏng vấn, thì cái đợt đó thì họ bắt em lại lần thứ hai. Dạ. Thì trong cái suốt cái thời gian cái lần thứ hai đó, thì bởi vì lúc đó cái tên và những cái thông tin về mình đó đã được truyền thông bên ngoài biết đến rồi, thì họ có thay đổi cái cách giam giữ. Dạ. Thay đổi có nghĩa là tốt hơn, xấu hơn? Không phải tốt hơn, mà họ thay đổi cái cách giam giữ bằng cách đó. Trước đây họ đưa mình vào trong cái phòng tối là như vậy đó, họ thay đổi một cái phòng khác hơn một chút. Nhưng mà thật ra trong đó đó họ cũng có nhiều kỹ thuật, và cái cách mà họ làm mình đó, tức là vì vào trong cái phòng như vậy đó, họ để cho nước nhiễu liên tục, và ban đêm đó thì lâu lâu họ đi ngang họ đá cửa, họ không cho mình ngủ. Tức là khoảng chừng một đêm như vậy họ đá cửa khoảng chừng 2-3 lần như vậy đó. Rồi đầu tiên họ cứ để cho ở một mình như vậy, họ không có làm cung và họ không cho nói chuyện với họ ai. Họ cô lập Huy. Dạ, họ cô lập mình. Và sau này mới biết được là người nhà có vào nhiều lần xin thăm gặp, họ không cho. Thì họ kéo dài cái thời gian. Thật ra cái thời gian của cái người ở tù đó, cái thời gian khổ nhất là cái thời gian bị tạm giam ở trong trại giam. Và họ kéo dài chừng nào đó là khổ chừng đó. Bởi vì ở trong cái phòng tạm giam đó, mình chỉ ở trong cái khu vực cái phòng đó thôi, mình không được đi tới đi lui, nó chỉ có mấy mét trong phòng thôi. Thì khi mà xét xử rồi đó, cái thời gian xét xử càng nhanh đó, thì được đi lên một cái trại lớn. Tức là cái trại lớn, cái khuôn viên nó rộng hơn, cái tầm mắt mình được nhìn xung quanh. Mặc dù là nó có những cái, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn. Cái thời gian khốc liệt nhất là cái thời gian ở trong trại tạm giam đó. Và đặc biệt nhất là mình không được liên kết với gia đình, không thăm gặp. Rồi thậm chí gặp luật sư chỉ được gặp vỏn vẹn có 30 phút. Đó là tất cả những cái gọi là những cái mánh khóe. Dạ. Gọi là vừa khủng bố tinh thần. Dạ. Mà vừa khủng bố về thể xác của những cái nhà tù cộng. Dạ. Sản mà. Dạ. Ai cũng biết tới. Dạ. Thưa quý vị, điều đó thì không ai lạ. Nhưng mà với 6 năm tù, trong lần thứ hai là Huy phải trải qua bản án 6 năm tù, thì có lúc nào mà Huy cảm thấy rằng là nhờ cái sự liên kết, nhờ cái sự quen biết với những cái đài ở bên ngoài, những cái liên lạc với những cái đài ở bên ngoài, hay là nhờ được người bên ngoài biết đến Trung Quốc Huy, mà trong cái thời gian đó, thời gian sau khi bị kêu án 6 năm tù, nó đỡ hơn, hay là nó có một cái gì thay đổi chăng, hay là Huy thấy được rằng là có cái tác động của cái sự quen biết với bên ngoài mà nó khiến ra là nó có thể là đỡ nhiều hơn? Dạ có. Dạ thưa chị, có cái sự thay đổi đó rất là lớn. Khi mà bên ngoài cái thông tin đó, thì ban đầu á Huy không có biết được, tại vì do cái sự cách ly với gia đình. Thì gia đình bên ngoài đó, cái ngày mà Huy ra tòa thì mẹ ở ngoài cũng có liên lạc với các đài Á Châu Tự Do, rồi VOA, BBC, họ đưa cái thông tin mà Huy bị xử án, xét xử, rồi di chuyển đến trại giam nào. Như vậy là Thanh Trúc đoán là gia đình Huy là chắc cứ bắt Á Châu Tự Do với BBC với VOA nghe. Dạ đúng. Mãi. Dạ dạ. Ở nhà nghe, tại vì ở bên đài có gọi về phỏng vấn gia đình, thì gia đình cũng thuật lại cái chuyện đó. Đúng là như vậy. Rồi đến khi mà đi vào thăm đó, tại vì cái lần đầu tiên được lên trại lớn thì lúc đó mình đã được xét xử rồi, họ không có ngăn cấm cái chuyện thăm gặp nữa đó. Họ cũng khống chế, thì lúc nào đi thăm họ không có người công an ngồi kế bên mình đó. Dạ. Thì gia đình cũng có nói là ở bên ngoài đài á, thì lúc đó mình nghe là mình biết rồi, tức là cũng có đưa cái thông tin về cái chuyện ở đây đó. Thì rõ ràng, nhưng mà sau này đó, đến khi mà đang ở trong trại giam đó, thì cũng có nhiều lần anh em ở trong đó cũng phản đối cái chính sách hà khắc của trại giam. Tức chẳng hạn như họ không cho đọc sách nè,
rồi họ không cho. Mà cái lúc mà đưa Quy lên á, tức là họ đưa vào trong cái khu, nó gọi là khu giam riêng. Ở trong đó đồng thời lúc đó họ đưa lên những cái anh như chẳng hạn như anh bác sĩ Lê Nguyên Sang, rồi anh Huỳnh Nguyên Đạo, rồi anh Phạm Bá Hải, rồi anh Nguyễn Ngọc Quang. Cũng là những nhà tranh đấu. Dạ, những nhà tranh đấu đó. Họ đưa vào trong cái khu giam giữ, thì ở trại giam đó được anh em gọi là khu giam riêng, tức là theo cái cách gọi của công an ở đó đó. Thì tất cả bên tù hình sự họ gọi mình là tù chính trị để cho phân biệt, nhưng mà bên phía chính quyền hay bên phía công an họ không có nói như vậy, thì họ nói là cái khu giam riêng. Thì cái khu đó nó xây cái tường thì cao 4 mét, tức là mỗi cái khuôn nó ngăn ra làm 2 khuôn viên. Đó là những cái nơi giam giữ, dạ, tù chính trị, dạ, giam riêng đó, dạ. Cái khu giam riêng thì lúc đó Huy được may mắn là vào ở chung với lại ông Nguyễn Hữu Cầu, tức là bây giờ mà mình nhà tù thế kỷ, dạ, nhà tù thế kỷ, thế kỷ Nguyễn, dạ, Hữu Cầu, ở đến bây giờ 30 mấy năm, gần 40 năm rồi đó. Thưa chị, thì lúc đó Huy vào, Huy mới gặp ông Nguyễn Hữu Cầu, thì mình nhìn thấy cái cảnh anh em sinh hoạt ở trong đó đó. Mình mới ở ngoài xã hội mới mà mình vào đó, họ bị cách biệt với thông tin lâu lắm. Thì lúc đó anh em mới quyết định là đánh động cái thông tin này đi ra bên ngoài. Thì lúc đó cũng có nhiều lần tìm nhiều cách đó, thì cũng có nhiều bên tù hình sự họ biết mình đấu tranh, họ cũng ủng hộ mình lắm. Thì cũng có nhờ họ nhắn gửi thông tin là có người ABC bị như vậy đó. Thì sau khi những cái thông tin nó được ra được tới bên ngoài rồi đó, thì rõ ràng á, cái cách đối đãi trong trại giam nó khác. Mà thật sự cái lúc anh em quyết định là đấu tranh để đòi, tức là những cái báo chí thông thường, chẳng hạn như báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, những cái xuất bản phẩm mà xuất bản trong nước á, họ cũng không cho đọc luôn nữa. Dạ, rồi những cái chế độ chẳng hạn như bên phía, tức là họ có sự phân biệt rõ ràng, bên phía tù hình sự đó họ được đi ra sân bóng họ chơi, họ được đi căng tin. Còn bên này nó, dạ. Cảm ơn Trương Quốc Huy rất là nhiều, và mong rằng Trương Quốc Huy theo đuổi cái lý tưởng mà mình đã cưu mang từ lúc còn ở trong nước cho tới khi qua bên này. Dạ, xin cảm ơn cái lời chia sẻ của chị Thanh Trúc, và cũng kính chào quý khán thính giả của đài SPTN. Thanh Trúc xin hẹn lại quý vị trong lần tới. Xin cảm tạ quý vị. Chương trình phát hành hôm nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Thì Nga kính chúc quý vị một cuối tuần an vui, và xin hẹn lại cùng quý vị trong chương trình chiều mai. Tôi Việt Thắng và anh Thanh Hà xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Đây là chương trình Nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights Pact for Việt Nam. Ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả, trong những ngày vừa qua, có lẽ quý khán giả cũng nghe đến cái sự kiện nhà đấu tranh và bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển cùng với vợ của anh là chị Bùi Thị Kim Phượng đã bị công an Cộng sản Việt Nam đánh đập rất là dã man trong cái hôm ngày thứ hai, ngày 24 tháng 2, 2014. Và ngày hôm nay Tường Thắng đã có mời được anh Nguyễn Bắc Truyển cũng như chị Bùi Thị Kim Phượng là vợ của anh ấy đến với đài truyền hình SPTN để tường trình cho quý khán giả nghe những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tường Thắng cũng có anh Thanh Hà cũng sẽ đến với chương trình của Nhân quyền của Việt Nam. Xin mời anh Thanh Hà có vài lời với khán giả của SPTN ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SPTN. Vâng, kính chào anh Tường Thắng và anh Nguyễn Bắc Truyển. Dạ vâng, thưa anh Truyển và chị Bùi Kim Phượng, xin anh chị có vài lời với khán giả của SPTN trước khi mình bắt đầu chương trình ạ. Dạ, tôi là Nguyễn Bắc Truyển cùng vợ là Bùi Thị Kim Phượng, đang sống tại Sài Gòn và đang công tác và đang đi công việc ở tại Hà Nội, giáo sĩ Thái Hà. Xin kính chào khán thính giả SPTN, anh Tường Thắng và anh Thanh Hà. Dạ, xin kính chào. Dạ vâng, xin mời anh Thanh Hà. Dạ. Vâng, thưa anh Nguyễn Bắc Truyển và chị Bùi Thị Kim Phượng, đồng bào hải ngoại được hay tin là trong ngày 24 buổi chiều, trên đường anh chị đang tới tòa đại sứ Úc thì đã bị một số những công an, nghĩa là những an ninh nằm vùng của Cộng sản đã đánh đập. Xin anh chị có vài lời tường thuật đối với vị khán thính giả của đài truyền hình SPTN. Xin mời anh Truyển và chị Kim Vượng. Dạ thưa anh Thanh Hà, ngày hôm qua là ngày 24 tháng 2, tức là ngày thứ hai, vào lúc 2 giờ tôi cùng vợ tôi từ giáo xứ Thái Hà đến đại sứ quán Úc để trình bày về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam trong thời gian qua. Việc tôi bị bắt giữ một cách trái pháp luật, nhà của vợ tôi bị công an đập phá, mọi xúc phạm đến tín ngưỡng của Phật giáo Hòa Hảo. Rồi sau đó là 21 người bạn của tôi đến thăm thì bị bắt và bị đánh đập. Sau đó thả 18 người, còn 3 người, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Quang Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đang còn bị ta giam giữ với cái tội danh là cản trở giao thông. Vào lúc 2:30 khi xe gần tới tòa đại sứ quán Úc khoảng chừng 300 mét, thì có 4 luật vụ của Hà Nội đã chặn chiếc xe taxi của tôi lại. Đầu tiên thì họ mở cửa xe, họ đánh
cái anh lái xe bỏ chạy, thì trong xe chỉ còn hai người là tôi và vợ tôi thôi. Thì họ vào trong xe, họ đánh đập vợ chồng tôi, và sau đó họ lôi hai chúng tôi ra khỏi xe và họ đánh ở tại đó. Tôi và vợ tôi đã la lên là công an đánh người, công an đánh dân. Và khi người dân đến thì tôi nói với họ rằng tôi là một người đấu tranh dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam, và tôi bị mật vụ Hà Nội đánh hành hung như vậy đó. Thì phải nói rằng là người dân rất là phẫn uất, và khi mà mọi người dân phát hiện ra thì chúng ta bỏ chạy để chưa anh. Thưa chị Bùi Thị Kim Phượng, chị có thể kể cho quý khán giả nghe cái cảm tưởng của chị lúc đó như thế nào không, thưa chị Kim Phượng? Dạ thưa anh, thưa quý vị, thì cái lúc đó là tôi rất là sợ, tại vì trên xe chỉ có hai người chồng tôi, cho nên tôi cũng rất là lo sợ, đánh rồi rất là dữ dội vào mặt của chồng tôi là anh Nguyễn Truyện. Giờ tôi thì cũng bị nó đánh vào mặt mấy cái, xong rồi nó lao ra ngoài, nó đạp té xuống đường, rồi đánh tiếp tục đánh rất là nhiều, xong rồi người dân xúm lại, rồi thì chúng nó bỏ chạy. Vâng, thưa anh Truyện và chị Phượng, là lúc mà anh hỏi họ là công an hay là an ninh nằm vùng thì họ có phản ứng như thế nào, hoặc là làm sao anh có thể nhận diện ra được, thưa anh? Anh chia sẻ với đồng bào. Dạ, thưa anh, là khi mà họ đánh mình, họ không nói bất cứ điều gì hết, họ chỉ nhào vào trong xe và họ đánh thôi. Chỉ dạ. Tôi như vợ tôi chỉ la lên là công an đánh người, công an đánh dân. Dạ. Thì họ cứ tiếp tục họ đánh như vậy. Sở dĩ mà tôi có thể nhận dạng ra họ có những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là một cho đến hai người tôi đã nhận dạng được, khi mà tôi bước xuống sân bay thì đã có những cái nhóm này đi theo. Và họ canh cho tôi khi mà tôi ở khách sạn đó, thì họ cái đám này vẫn ở bao vây ở bên ngoài khách sạn. Và cho tới ngày hôm nay tôi đi đến đại sứ quán Úc thì họ vẫn đi theo. Cái thứ hai mà tôi nhận dạng được là ba người này đi trên một chiếc xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, không có bảng số xe, và một người thì chạy riêng một chiếc. Thì tôi hỏi rằng người dân có dám làm cái điều đó hay không, hay chỉ có công an mật vụ mới dám có cái hành động vi phạm pháp luật trên đường phố như vậy. Vâng, thưa anh Truyện và chị Kim Phượng, được biết là trong những ngày đầu tháng 2, khoảng ngày 10, ngày 11 thì có một số công an đã tới bao vây nhà riêng của chị Phượng ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, và họ đã tấn công vô nhà riêng của anh chị và đã có những cử chỉ hành hung, cũng giống như đã bắt một số các cái người đấu tranh dân chủ khác và nhân quyền khác đã tới thăm anh chị ở tại nhà ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Xin anh Truyện chia sẻ những thông tin đó với đồng bào hải ngoại. Dạ, ngày 9 tháng 2 thì họ tấn công vào nhà tôi, không có một cái lệnh bắt, không có một cái lệnh khám xét nhà. Họ đập hai cái cổng trước và cổng sau, sau đó họ tràn vào trong nhà, họ bắt giữ cả ba người, tôi, vợ tôi và chị tôi. Khi họ bắt tôi thì họ bịt mắt tôi lại, họ lấy băng keo, họ dán mắt, dán miệng, và họ thúc kéo tôi ở đưa hai tay ra sau lưng để họ thúc kéo, và họ dẫn lên trước sân trước của căn nhà và họ đánh lại tại đó. Khoảng 10 công an đã bao vây đánh đập tôi ở tại tại căn nhà của tôi. Trong nhà thì vợ tôi cũng bị bắt thúc kéo sau lưng, và chị tôi cũng vậy. Sau đó thì họ áp giải tôi về Sài Gòn để thẩm vấn, còn vợ tôi thì bị đưa ra đồn công an xã Long B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để mà thẩm vấn khoảng 5 tiếng. Khi họ vào trong nhà, họ đã tự tiện lấy những cái đồ vật dụng của chúng tôi như là laptop, iPhone, điện thoại, máy ghi âm, và rất nhiều cái danh thiếp của các sứ quán gửi cho tôi, USB, và họ còn xúc phạm tín ngưỡng của chúng tôi là khi lấy cái hình của Đức Quỳnh Vô Sổ ném xuống đất. Thưa anh. Vâng, thưa anh Truyện và chị Kim Phượng, được biết là anh chị cũng đã có đến tòa đại sứ Úc, phải không ạ? Anh có thể trình bày cho quý khán giả được biết là cái chuyến công tác đó như thế nào và cái mức độ anh đạt được trong cái chuyến công tác này như thế nào, thưa anh và thưa chị Kim Phương? Dạ, thưa anh và thưa quý khán giả, tôi đã đến, sau khi đánh tôi thì tôi đến tòa đại sứ quán Úc, thì bà phó đại sứ quán Úc và ông David là tham tán chính trị của tòa đại sứ đã đưa tôi vào trong văn phòng của tòa đại sứ và ngồi nói chuyện. Thì trước hết đó là họ yêu cầu nhân viên y tế phải chăm sóc cái sức khỏe về cho chúng tôi, phải kiểm tra sơ về cái sức khỏe của chúng tôi. Cái thứ hai, sau đó thì ông đại sứ quán Úc cũng đã biết được cái tình trạng tôi bị đánh, vừa mới bị đánh, thì ông ta yêu cầu và đại sứ phó đại sứ là phải lắng nghe những cái việc này và sau đó tường trình để cho ông ta về cái sự việc. Thì công việc tôi đi chuyến đi Hà Nội đi này là tôi trọng tâm vào vấn đề chị Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn là Nguyễn Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Thành ra tôi sau đó thì tôi nói rằng là tất cả những cái gì mà về
xảy ra cho tôi và vợ tôi trong thời gian qua thì tôi đã có làm cái báo cáo về nhân quyền và bà cũng có đã nhận được rồi. Thì tôi chỉ xin trọng tâm của tôi là về vấn đề chị Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn này, thì họ hết sức quan tâm và ông David đã nói rằng là cô Bùi Thị Minh Hằng là một người bạn của chúng tôi. Thưa anh Tường Thắng. Dạ. Vâng, thưa anh Truyền và chị Kim Phượng, hồi nãy anh có chia sẻ là có ba người đấu tranh dân chủ khác là chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh hiện giờ cũng còn đang giam giữ. Và đồng bào hải ngoại muốn nghe được một ít thông tin về ba vị đang bị cộng sản giam giữ mà trái phép đó. Xin anh Truyền chia sẻ những thông tin đó ạ. Dạ thưa anh, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014, đã hết cái thời gian tạm giữ 9 ngày. Thì công an hiện nay nói là họ đã có cái thông báo tạm giam và khởi tố vụ án về cái tội danh là gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông. Và cái giấy tạm giam này thì tôi cũng vừa thấy ở trên xuất hiện ở trên mạng, nó có một điều bất hợp lý là nó không có cái thời hạn tạm giam, thông báo tạm giam nhưng mà không nói là thời hạn tạm giam là bao nhiêu. Tôi đã đặt vấn đề này với luật sư, thì luật sư Trần Thu Nam là luật sư bảo vệ quyền lợi pháp lý cho chị Bùi Thị Minh Hằng nói là luật sư đã thu xếp vào trong Sài Gòn và đi xuống Đồng Tháp vào cuối tuần này. Chúng ta cũng biết rằng là đoàn người 21 người tới thăm vợ tôi sau khi tôi bị bắt, thì họ đi rất là trật tự và họ đi hàng một trên cái đường tỉnh lộ, bề ngang chỉ khoảng 5 mét thôi, họ đi hàng một và cách nhau khoảng 5 mét, thì lấy lý do gì họ cản trở giao thông? Sau đó họ bị lọt vào một cái ổ phục kích, hàng trăm công an chặn họ và đánh đập họ, thì ai là người gây cản trở giao thông? Chính những người công an quận Gấp Giò là những người đã cản trở giao thông chứ không phải là đoàn người này. Nhưng mà họ muốn dàn dựng cái vụ án này để mà nhằm bắt giam chị Bùi Thị Minh Hằng hay là cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam, cũng như anh Minh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà cha vợ và em vợ anh Minh là một trong những tù, là hai tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ ở các nhà tù của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thưa anh. Okay. Vâng, thưa anh Truyền, trở lại cái cuộc vận động của anh đối với tòa đại sứ Úc đó, thì được biết anh còn dự định sẽ tới một vài tòa đại sứ nữa ở Hà Nội, thì anh có thể cho quý khán giả biết là cái kế hoạch của anh như thế nào thưa anh? Dạ thưa anh, đúng ra là tôi sẽ gặp bên Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Canada. Thì sau khi tôi xảy ra cái vụ việc mà công an Hà Nội tấn công tôi, một vụ Hà Nội tấn công tôi, thì các đại sứ, các cơ quan đại sứ đó, họ yêu cầu tôi là không cần phải đi nữa, mà chỉ sáng nay đến một cái điểm hẹn cho Liên minh châu Âu tổ chức, và chúng tôi đã được gặp tất cả những đại diện của đại sứ đó ở tại cái phòng tại nơi làm việc đó thưa anh. Dạ vâng, trước khi trở lại cái phần nói chuyện của anh và chị Bùi Thị Kim Phượng, thì Thắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đó anh Nguyễn Bắc Truyền, chị Bùi Thị Kim Phượng, anh Thanh Hà và Trần Thắng sẽ trở lại với quý khán giả. Đó vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây Trần Thắng, anh Thanh Hà, anh Nguyễn Bắc Truyền từ Hà Nội và chị Bùi Thị Kim Phượng sẽ được trở lại với quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Vâng, một câu hỏi dành riêng cho chị Bùi Thị Kim Phượng, cũng là đây là lần đầu tiên được dịp tiếp chuyện với chị. Trần Thắng sẽ được hỏi cảm tưởng của chị là thế này: chị lỡ yêu một người bất đồng chính kiến với chính quyền hiện tại ở Việt Nam, mà chị phải đi qua rất nhiều những gọi là thử thách, khổ đau nhớ nhung với lại anh Truyền, nào là nhìn thấy anh Truyền bị đánh, rồi chị có thể bị bắt qua cái việc mà chị có liên hệ với lại anh Nguyễn Bắc Truyền. Thì chị có thể cho quý khán giả của SBTN được biết cái cảm tưởng của chị như thế nào? Chị có thể có sự lựa chọn khác, tại sao chị không có sự lựa chọn khác để chị có thể yên thân hơn, mà tại sao chị lại yêu anh Truyền để rồi chị dấn thân vào cái con đường mà có thể cái an ninh cũng như cái hạnh phúc của chị có thể bị đe dọa? Vâng, thưa anh, thưa quý khán giả, thì tôi cũng biết anh Truyền anh chọn con đường này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà tôi chọn anh Truyền tại vì tôi thấy anh Truyền là một người tốt, anh lo giúp đỡ những người mà gặp khó khăn, những người mà cô thế, và nhất là anh về sống với đồng bằng sông Cửu
Long là cái vùng Đồng Tháp mà hiện nay tôi đang sinh sống, thì cái nơi đó là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất là đông, nhưng mà mấy lâu nay thì bị đàn áp rất nhiều nhưng mà không có ai lên tiếng. Thì khi anh về đó thì anh lên tiếng giúp được mọi người, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cho nên thấy rất là bất lợi, cho nên nó không muốn anh chuyển ở nơi đó, nó đưa anh về Sài Gòn sinh sống. Nhưng mà tôi thấy là anh chuyển làm việc đúng, tôi và gia đình tôi là rất là ủng hộ anh chuyển, biết là gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà tôi vẫn chấp nhận là thôi. Dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Kim Phượng rất nhiều. Anh Truyền, anh có phải có điều gì nhắn nhủ với cộng đồng của người hải ngoại không thưa anh Truyền? Dạ, hiện nay thì thưa đồng bào là chị Bùi Thị Minh Hằng và hai nhà hoạt động đang bị bắt giữ. Thì tôi mong rằng đồng bào của chúng ta hãy quan tâm tới cái trường hợp này để làm sao giúp chúng tôi ở trong quốc nội đấu tranh bảo vệ pháp lý cho hai người này. Trước hết thì chúng tôi rất cần những cái sự đóng góp để mà thuê luật sư, thì xin đồng bào hãy giúp chúng tôi về cái khoản đó. Về lâu dài thì đồng bào hãy vận động với các cái chính giới để lên tiếng giúp cho chị Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn trẻ đang còn bị bắt. Tôi xin được cảm ơn đồng bào mình và xin được cảm ơn SBTN đã cho tôi cái cơ hội để nói chuyện ngày hôm nay thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Truyền và chị Bùi Thị Kim Phượng đã đến với đài truyền hình SBTN. Sau đây thì Thắng xin nhận lời lại cho anh Nguyễn Thanh Hà. Vâng, cảm ơn chị Phượng và anh Truyền rất nhiều. Dạ, xin chào anh Truyền và chị Kim Phượng. Dạ. Vâng, chúng ta thấy là sau cái vụ mà báo cáo định kỳ ở tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, dạ, thì rõ ràng là khi mà những nhà bất đồng chính kiến và những người đấu tranh về nhân quyền đã trở về Việt Nam, dạ, cũng giống như chúng ta thấy suốt trong bắt đầu từ những ngày mà đầu tháng 2, thì sau khi Cộng sản Việt Nam đã bị vạch trần với những cái báo cáo của những cái người từ Việt Nam, dạ, trong đó có những nhà bất đồng chính kiến, chẳng hạn như là phong trào Con đường Việt Nam, Bác Huỳnh, ngay cả mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, vâng, và một số những người như là ở trong cái phong trào Nô Yêu Việt Nam, và rất nhiều người trong nước đã ra để báo cáo ngay tại Geneva. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng ở trong nước, Cộng sản đã có những hành động có thể nói rằng giống như một hành động trả thù, và đã lên một cái cường độ rất cao. Vâng. Là giống như chúng ta thấy vừa rồi, xin quý vị thấy rõ là hình ảnh của anh Nguyễn Bắc Truyền là một nhà đấu tranh nhân quyền và bất bạo động, nhưng mà đã bị công an chìm, đã bị bằng một hình thức giống như là du côn để mà có thể đánh người trọng thương và rất là tàn nhẫn như vậy. Vâng. Trước đây thì ngay cả những ngày đầu tháng 2, giống như anh Truyền có chia sẻ, chúng ta thấy rằng một số người rất là bình thường tới thăm ở tại Việt Nam, tức là cái quyền tự do về di trú, quyền tự do về đi lại, và bình thường giống như những người bất bạo động chỉ tới thăm một cái thân nhân của mình và cũng bị đánh đập rất là tàn bạo. Trong đó có ba người là chị Bùi Minh Thiện Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh hiện giờ cũng đang bị bắt giữ. Yeah. Thì thưa quý vị khán thính giả, chúng ta thấy có một anh, một trong những người đã đi ra để báo cáo ngay tại cái bữa mà điều trần về vấn đề, ngay cái ngày mà 5 tháng 2 2014 tại Geneva, là anh Bi Tư Long, anh Bùi Long, khi trở về Việt Nam ở tại phi trường Tân Sơn Nhất thì bị công an câu lưu khoảng, vâng, từ 5 tới 6 tiếng. Yeah. Chúng ta thấy cái đoạn video clip mà ngắn anh Long đã nói chuyện. Tôi tên là Bùi Tuấn Long, hình Facebook của tôi là Bi Tư Long Bùi. Lúc các bạn đang xem video clip này, chắc chắn tôi đang bị an ninh của Bộ Công an tại sân bay Tân Sơn Nhất câu lưu. Tôi không biết đến khi nào người ta sẽ thả tôi ra, nhưng điều đó không quan trọng, vì tôi biết lần này tôi về chắc chắn tôi sẽ bị bắt. Cho dù tôi không làm điều gì sai cả, nhưng như các bạn đã biết, tôi cũng bị bắt, nhưng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi, và tôi muốn các bạn cũng như vậy. Nếu như tôi chưa ra được sự, xin những người anh em của tôi đi, hãy làm giúp tôi những cái việc tự do cho Bùi Hằng, tự do cho những người yêu nước, tự do cho dân tộc Việt Nam, và nếu được tự do cho cả tôi nữa. Điều cuối cùng,
nếu như được, tôi xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi. Xin cho tôi luôn luôn được mạnh mẽ và bình an trong tâm hồn. Xin ba mẹ hãy vui vẻ, dù có điều gì đi chăng nữa, hãy tin rằng con luôn luôn có Thiên Chúa ở bên. Dạ vâng. Chào mọi người. Dạ vâng, xin mời anh Tân Hà. Vâng, chúng ta thấy qua một cái clip ngắn mà anh Bùi Lâm chia sẻ với quý vị khán thính giả, là lúc anh đang ở cái đoạn ở tại phi trường Tân Sơn Nhất khi anh trở về sau khi đã dự cái buổi mà báo cáo định kỳ của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Dạ vâng. Vào ngày 5, tức là những ngày đầu của tháng 2 năm 2014, thì anh trở về để bị câu lưu tại phi trường. Dạ. Nhưng mà anh vẫn bình tĩnh chia sẻ cái tiếng nói của mình. Vâng. Đối với những người yêu tự do dân chủ, bởi vì anh đã vượt qua cả mấy ngàn dặm và bao nhiêu khó khăn từ Việt Nam để ra tới Geneva cùng với 5-6 người khác nữa. Dạ. Ở trong nước, như chúng ta đã biết, để can đảm để trình bày những cái sự thật ở trong nước mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng nói rằng không có tù nhân lương tâm, không có những người bất đồng chính kiến. Vâng. Nhưng mà chính đó là những cái nhân chứng thật và nhân chứng sống đã ra từ Geneva, mặc dù là vượt qua bao nhiêu cái khó khăn. Theo cái nhìn của anh đó thì bây giờ Cộng sản Việt Nam đã là một thành viên trong cái Hội đồng Nhân quyền. Thế thì tại sao họ vẫn có những hành động đàn áp nhân quyền, như trường hợp như chúng ta đã thấy hình ảnh của anh Nguyễn Bắc Truyền đã bị đánh rất là dã man và bị xưng bắt. Rồi những cái việc đàn áp khác đó vẫn còn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam, thì có lẽ là người Cộng sản họ không ngại cái dư luận quốc tế hay như thế nào? Cái nhìn của anh thì như thế nào, thưa anh Hà? Vâng, thưa anh Thắng, như chúng ta thấy ít nhất là từ gần 2 thập niên tới nay, thì khi Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam vì cái sự sống còn sau khi sự sụp đổ của Đông Âu, thì họ đã lùi lại để áp dụng nền kinh tế thị trường. Dạ. Nhưng mà một mặt thì họ ký bất cứ những công ước về vấn đề human rights, về vấn đề nhân quyền trên thế giới, về những vấn đề công ước về kinh tế, về chính trị họ sẵn sàng ký hết. Vâng. Nhưng mà chính khi về trong nước thì họ lại hành động theo một cách trái ngược hoàn toàn với những điều họ đã ký và hứa với Liên Hiệp Quốc. Vâng. Bởi vì họ chưa suông để đạt được những cái vấn đề khác, họ vào WTO, vào vấn đề trao đổi kinh tế với các nước để, vâng, sống còn. Dạ. Thì chúng ta thấy rõ ràng bộ mặt thật của Cộng sản không những bị dân mà còn dùng bạo lực để trấn áp. Bởi vì chúng ta nhìn lại, Đảng Cộng sản dựa trên bạo lực để chi phối dân chúng chứ không phải dựa trên nhân nghĩa. Dạ vâng. Chứ không phải dựa trên những điều nhân quyền căn bản. Dạ vâng. Bây giờ cái như thế này là theo anh á, thì Trung ương á, thì ký với lại nước ngoài, với lại quốc tế là sẽ tôn trọng nhân quyền thế này thế kia. Nhưng địa phương á, thì không ủng hộ và cũng như không hề biết cái chuyện của Trung ương làm là cái gì. Thì theo anh đây có phải là một tình trạng sứ quân, trên bảo dưới không nghe, Bộ Ngoại giao bảo tôi ký rồi, mấy anh công an đừng đụng vô, nhưng mà công an thì nó lại không nghe bên Bộ Ngoại giao và cứ tiếp tục đàn áp những người như thế. Thì anh, theo anh thì đây có phải là cái mâu thuẫn gì hay không? Vâng, thưa anh Tường Thắng, tôi nghĩ rằng thứ nhất, thực tế thì đây là một cái chương trình đàn áp rất là tinh vi. Vâng. Chắc chắn là bên những cái cấp như Bộ Ngoại giao, yeah, hay là những cái đơn vị mà Ủy ban về Nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, khi họ ra ngoại quốc á, yeah, thì họ sẽ nói một cách khác, là bởi vì họ nói là chúng tôi không có cái chuyện đàn áp, chúng tôi vẫn có tôn trọng tự do tôn giáo. Vâng. Nhưng mà nếu như có sai thì họ đổ lỗi cho những cấp ở dưới thừa hành. Vâng. Tức là những người đó họ làm sai, yeah, chứ không phải là chính quyền trung ương sai. Vâng. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ rằng đó là một cái hành xử mà tính cách rất là tinh vi, đàn áp nó có từ trung ương cho đến địa phương. Yeah, vâng. Thực sự đó là một cái vấn đề đàn áp mà nó có hệ thống, nhưng mà cách họ đã chơi, họ manipulate, họ làm sao họ qua mặt được những Ủy ban Nhân quyền thế giới thôi. Yeah. Nhưng mà không may là ngày nay, giống như chúng ta biết rằng, anh Tường Thắng biết là cũng nhờ một cái gift của Thượng Đế là có Internet, yeah, có những cái thông tin khác, yeah, mà chính Cộng sản tìm mọi cách để ngăn cản, yeah, nhưng mà những tin đó nó vẫn leak ra hải ngoại. Yeah, vâng. Và yeah, những, vâng, người
can đảm của dân chúng chúng ta, những người blogger, những người đấu tranh về nhân quyền, về dân chủ để can đảm, để vượt qua bao nhiêu cái chặng rào khó khăn trong nước để ra hải ngoại để trở về những nhân chứng sống đó. Dạ vâng, trước tiếp thì mình không còn có giờ nên Trường Thắng một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh Hà cũng như anh Nguyễn Bắc Truyện lúc nãy và chị Bùi Thị Kim Phượng đã đến với đài truyền hình SBTN trong chương trình cho nhân quyền cho Việt Nam. Một lần nữa giờ xin hẹn quý khán giả 2 tuần nữa cũng trên đài truyền hình SBTN và xin cảm ơn anh Thanh Hà. Vâng, xin cảm ơn Trường Thắng, cảm ơn quý vị. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chết cho quê hương. Đây mưa chiều con tim, đây mưa chiều quê ông, cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lên trần, 4000 năm chưa một lần khôi phục ngoài sân. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị phần phỏng vấn đặc biệt về chương trình vận động nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một buổi hội thoại rất là đặc biệt, vận động nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ sắp tới đây tại Washington. Và trong phần hội thoại này thì chúng tôi có 2 vị khách đặc biệt, đó là anh Đen Trần. Và quý vị cũng biết là anh Đen Trần là một gương mặt rất là quen thuộc và thiện nguyện viên ở trong lĩnh vực nhân quyền, chống buôn người, chống tra tấn vân vân, và anh cũng đã làm những cái công việc mà có ích để mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước. Và người ngồi bên cạnh của chúng tôi đây là Bùi Nhi. Bùi Nhi là cũng một gương mặt rất là quen thuộc mà quý vị trong những cái việc mà vận động nhân quyền trước đây thì quý vị cũng biết rằng Bùi Nhi là một người tuổi trẻ cũng đã từng đi Thái Lan để giúp cho những người tị nạn cộng sản ở bên Thái Lan. Và lát nữa đây thì quý vị cũng sẽ nghe những lời phát biểu của anh Đen Trần cũng như là Bùi Nhi nhiều hơn để biết là công việc của họ. Xin chào Đen Trần và Bùi Nhi. Chào, kính chào cô. Xin chào chị Thu Nga và kính chào quý vị khán thính giả đài SBTN. Về vấn đề nhân quyền, vận động nhân quyền vào cái ngày 26-27 tháng 3 năm 2014 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đó là một cái ngày rất là quan trọng trong những cái năm qua. Vâng. Mà như chị cũng đã biết. Vâng, và nói về vận động nhân quyền thì chúng ta cũng biết rằng cái việc mà nhân quyền ở tại Việt Nam càng ngày nó càng tồi tệ, mặc dù là Cộng sản đã ký những cái tờ giấy trước mặt Liên Hiệp Quốc. Và họ có một cái ghế trong Hội đồng Nhân quyền, rồi họ ký nào là chống tra tấn, không có tra tấn tù nhân vân vân, nhưng mà cái việc đàn áp vẫn xảy ra. Vì vậy cho nên mới có ban ủy ban mà vận động bảo vệ nhân quyền. Và như vậy thì Bùi Nhi có thể là lược thuật quá trình của vận động nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ kể từ năm 2012 không? Thì ngày 9 tháng 11 năm 2013 đó thì Thượng nghị sĩ Bushman của tiểu bang Arkansas và Thượng nghị sĩ John Corin của Texas á, thì đã bảo trợ cho dự luật nhân quyền HR 1897. Thì cái dự luật này á, thì đã được Hạ viện Hoa Kỳ á, thông qua vào tháng 8 năm 2013. Thì cái này á, là không phải là chỉ có vì những cái người đi vận động của Quốc hội mà nó được giống như là nó được vận động bền bỉ, cái sự bền bỉ của tất cả mọi người, của toàn thể mọi người trên trên thế giới cũng như nhất là trong trong nước Mỹ này. Bùi Nhi có thể là nói là cái quá trình mà làm việc để mà vận động nhân quyền từ năm 2012 tới giờ, tại vì cô biết rằng Bùi Nhi đi rất là nhiều nơi và làm rất là nhiều công việc. Mời Bùi Nhi. Từ năm 2011 là cứ mỗi năm thì chúng ta có một cái ngày vận động cho Quốc hội, và nhất là năm 2012 thì bắt đầu chúng ta có những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được từ những cái ngày vận động của Quốc hội, và cũng như là vận động một cách rất là bền bỉ và từ những cái thời gian qua từ tất cả mọi người ở trên toàn nước Mỹ này, chứ không phải là chỉ vào cái ngày đó. Thì cái lý do mà mỗi năm mà cháu đều đi á, và rất là nhiều người đi là tại vì chúng ta muốn là vận động cho cái nhân quyền tại Việt Nam. Và hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta biết á, thì Việt Nam á, ngoài Miến Điện thì đang trong cái quá trình mà thay đổi cải cách lại cái nền chính trị của họ. Đúng. Thì hiện tại bây giờ chỉ còn là Việt Nam là cái đất nước duy nhất nằm ở Đông Nam Á, cái vùng Đông Nam Á là vẫn còn đang về lạm dụng về cái vụ nhân quyền. Và cái thứ hai nữa rằng là
họ nói về nền dân chủ thì họ là tội là tệ nhất, dạ tệ nhất. Nhất của Đông Nam Á. Thì đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta cần phải đi vận động ở Quốc hội để mà chúng ta muốn nói về cái sự mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ của những cái thượng nghị sĩ cho cái dự luật nhân quyền S1649. Hồi đó là 1897, dạ. Bây giờ nó sẽ đổi thành là 1649. Dạ. Thì nó quan trọng là tại vì khi mà đạo luật nhân quyền cho Việt Nam á, là chúng ta kêu gọi là giống như là họ phải lập tức thả hết tất cả những cái tù nhân lương tâm, dạ. Và cái thứ hai là họ phải đảm quyền cho con người, dạ. Và đặc biệt là quyền lao động, dạ. Và thì những cái điều này á, là giống như là chúng ta muốn là bên Hoa Kỳ khi mà trước khi mà đàm phán với Việt Nam về cái quan hệ đối tác xuyên TPP. Thái Bình Dương á, TPP á, thì Việt Nam cần phải cải tiến về những cái vấn đề trên thì mới bắt đầu làm việc được với Hoa Kỳ ạ. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta muốn vận động ở Quốc hội. Để tiếp theo lời của Nhi đó thì cái dự luật đó 1897 mà nó được thông qua bởi Hạ viện Hoa Kỳ với cái đại đa số áp đảo là 405 vị dân biểu đã bầu thuận, chỉ có 3 vị dân biểu bầu trống. Thì bây giờ cái dự luật 1893 đã nằm trong tay của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Thì nó lại đổi qua một cái chỉ số khác, nó gọi là S1649. Thì chúng ta, lý do tại sao mà chúng ta phải lên Khoa Thịnh Đốn để yêu cầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua cái dự luật nhân quyền này cho Việt Nam là vì mình muốn họ chúng thấy được chúng ta có quyết tâm cải thiện cái nhân quyền cho Việt Nam. Mà chỉ có người Việt hải ngoại của chúng ta, những người đã từng đi có đã là quốc tịch Hoa Kỳ hiện diện tại Hoa Thịnh Đốn, hiện diện tại Quốc hội Hoa Kỳ để chứng tỏ càng đông càng tốt. Chúng ta cần một cái số lượng từ 1.000 đến 1.500 người đến Hoa Thịnh Đốn để chứng tỏ cho thượng nghị sĩ thấy rằng chúng ta là người quyết tâm tranh đấu và bảo vệ nhân quyền cho những đồng bào ruột thịt của chúng ta ở Việt Nam. Tại vì cái vấn đề là rất là nhiều người không có hiểu là họ lúc nào cũng nói rằng cũng đâu có cần nhiều người đi như vậy, nhưng mà khi mà giống như là thì nó cũng là một cái phần trao đổi qua và lại mà thôi. Thì họ cần những cái phiếu bầu của chúng ta, chúng ta cũng phải thì khi mà họ cần những cái phiếu bầu thì chúng ta phải làm sao cho họ biết được là những cái phiếu bầu của chúng ta quan trọng như thế nào. Thì khi mà họ nhận thì muốn mà họ nhận được những phiếu bầu đó thì họ phải làm gì cho chúng ta. Thì cho nên đó là cái lý do mà con nghĩ là chúng ta cần rất là nhiều người tới. Tại vì khi mà chúng ta đi gõ cửa bất cứ một cái người thượng nghị sĩ nào á, mà nếu mà chỉ có một cái nhóm người mà chỉ có hai người thì họ sẽ không có, thì giống như họ cũng sẽ không có tiếp chúng ta, phải sẽ là một người khác tiếp chúng ta. Và khi mà họ tiếp như vậy á thì những cái vấn đề mà chúng ta muốn truyền tải lại cho cái người thượng nghị sĩ đó, có thể họ là sẽ không có, họ không họ họ sẽ nghe và họ cũng không có để ý tới. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một phái đoàn mà cũng khoảng đông, dạ, từng chúng ta tới cái thằng dạ, thì khi mà chúng ta thấy như vậy á, thì mà họ thấy như vậy thì họ thấy rằng là đây là một cái cộng đồng rất là lớn mạnh, và họ nếu mà họ muốn tái cử lại thì họ phải làm sao cho chúng ta biết là họ là những cái người mà có thể giúp được cho chúng ta. Thì đó là một cái điều mà qua lại mà thôi, cho nên chúng ta cần phải càng đi càng đông càng tốt. Đúng vậy, cho nên là thấy không, Bụi Nhi biết không, người ta nói là giống như là một cái bó đũa vậy đó, bẻ ông nguyên cả bó rất là khó, nhưng mà bẻ từng cái cây một rất là dễ đúng không? Thành người ta nói là hợp quần cây sức mạnh. Vì vậy cho nên thưa quý vị, cái việc mà vận động để cho tất cả mọi người đi càng nhiều càng tốt, đến Washington DC 2 ngày hả? Ngày 26 và 27 để mà vận động cho nhân quyền Việt Nam ngay tại Quốc hội của Hoa Kỳ rất là quan trọng. Và như vậy đó thì cái cuộc vận động tới hôm nay thì đã như thế nào rồi đem trận? Vâng, đến ngày hôm nay là chúng ta đã được có hơn 200 người đã ghi danh vào để đi vận động cho Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà chúng ta cần một cái sĩ số ít nhất là 1.000 người, kính thưa quý vị, đến 1.500 người. Lý do là cái năm ngoái vào tháng 6 2013 chúng tôi đến Hoa Thịnh Đốn và Quốc hội đến 800 người, vì cái sĩ số 800 người vào cái tháng đó, thì tháng 8 Hạ viện đã thông qua với 405 phiếu thuận
đó là một cái chỉ số rất là đất, là tốt. Yeah. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có 1.500 người đi. Cái lý do duy nhất mà chúng tôi muốn kêu gọi đồng bào đồng hương của chúng ta, như tất cả mọi người lớn trẻ, già trẻ lớn bé, có điều kiện nên đi là vì sao? Vì nếu mà chúng ta quay ngược lại quá khứ, trước thập niên 1975, trước khi chúng ta mất nước bỏ nước ra đi đó, thì tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã rủ áo thư sinh xếp bút nghiêng để tòng quân nhập ngũ, để bảo vệ Giang Sơn, để bảo vệ cho hậu phương của chúng ta có nơi an toàn, nơi ở hạnh phúc, và có nơi để cho các anh thanh thiếu niên như chúng tôi vào cái thập niên đó thả diều, câu cá, bắn cung, đi chơi, đi cắm trại. Đó là một cái sự an toàn nhất mà các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cái cuộc đời của họ để bảo vệ đất nước cho chúng ta. Mà họ phải ra đi như vậy, chưa chắc là họ đã có thể trở về an lành hay không. Có thể trở về trên đôi nạn gỗ, hoặc là trở về trên một cái băng ca. Mà bây giờ chúng ta nhờ những cái ơn phước đó của các quý anh, quý bác, quý chú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây. Chỉ có 3 ngày thôi quý vị, 3 ngày thôi mà quý vị phải đến Hòa Thịnh Đốn để vận động Quốc hội Hoa Kỳ, để kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ phải phê chuẩn cái nhân quyền cho Việt Nam. Nếu quý vị không đi được, quý vị cũng thể ủng hộ chúng tôi hoặc là bảo trợ cho một em nhỏ không có điều kiện đi nhưng mà có thì giờ đi. Đừng nói là chúng ta không có thì giờ. Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ cả cuộc đời họ cho tự do và độc lập, dân chủ cho Việt Nam. Chúng ta chỉ bỏ có 3 ngày thôi quý vị. 3 ngày mà cả nước Việt Nam, 85 triệu người dân Việt Nam mà có thể có tự do, dân chủ. Thì cái đúng đó rồi. Rất là tốt. Tại vì bây giờ đó quý vị, cứ là gửi tiền về, thấy rằng dân của mình nghèo quá, cứ gửi tiền về giúp. Cái đó chỉ là cái thuốc đỏ ở bên ngoài để mà xức những cái muộn đó thôi. Chúng ta muốn đất nước của chúng ta phồn thịnh và có dân chủ, độc lập và nhân quyền. Chúng ta phải làm sao mà để cho Cộng sản không còn nữa và có nhân quyền cho đất nước Việt Nam, thì cái đó là cái cách mà chữa trị lâu dài và tốt nhất, chứ không phải là quý vị xích thuốc rõ ở bên ngoài. Và với lại á, mỗi năm chúng ta đều có từ 800 đến 1.000 người, thì chúng ta muốn làm sao mà chúng ta giữ được cái momentum đó. Chúng ta không có muốn mà giống như là một vài năm chúng ta thấy nó giống như là chúng ta xây một cái nhà vậy đó, mà chúng ta một vài năm chúng ta thấy cái nhà bắt đầu nó thành rồi đó, thì chúng ta nói ồ như vậy chắc ở được rồi, không cần phải xây thêm nữa. Thì một cái ngày nào đó thì nó cũng sẽ sập mà thôi. Thì chúng ta phải tiếp tục, cứ chúng ta phải cho họ biết được rằng là chúng ta có đủ cái khả năng để mà vận động nhiều đến như vậy. Vâng, thì bây giờ đó chúng ta cũng chỉ còn vài cái giây phút nữa thôi, thì Đen Trần có thể là cho biết là cái việc mà nếu mà quý vị mà ghi tên, ví dụ như là cả 1.000, 2.000, 3.000, chúng ta thấy là có những cái cuộc biểu tình mà ở các nước khác làm cho mình mơ, làm sao mà có một những cái cuộc mà biểu tình mà đông người như vậy, có hàng trăm ngàn người. Nhưng mà nếu mà đi đông quá đó thì cái chỗ ăn, chỗ ở hay là sắp xếp như thế nào, có người lo không? Dạ thưa chị, một cái câu hỏi rất là chính đáng, là vì ở địa phương của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta có anh Nguyễn Trọng Hiếu và cô Nhi Bùi đây là sẽ là hai người thiện nguyện viên sẽ được trực tiếp ghi danh với quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi gì sẽ gọi trực tiếp cho anh Nguyễn Trọng Hiếu và chị Nhi Bùi, cô Nhi Bùi ngày hôm nay. Nhưng để trước khi chấm dứt, thưa chị, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị một cái lời kêu gọi cuối cùng, là năm 2014 này là cái năm hành động, cái năm Giáp Ngọ, là cái năm mà có rất là nhiều thuận lợi cho chúng ta. Nền dân chủ đã hé mở ở Việt Nam, nhân quyền đã bị bóp nghẹt, đang bị bóp nghẹt là vì họ sợ có dân chủ cho nên họ bóp nghẹt cái đó. Vì vậy cho nên để thiết thực nhất, hãy cùng nhau góp một bàn tay đến Hoa Thịnh Đốn để kêu gọi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Ủy ban vận động, Ủy ban đối ngoại Hoa Kỳ, Thượng nghị viện thông qua dự luật này để cho chúng ta có một cái cơ hội để thấy được Việt Nam có nhân quyền. Thì nếu quý vị có những cái muốn ghi danh thì quý vị có thể lên mạng lưới toàn cầu của viết tắt của chữ là vận động nhân quyền cho Việt Nam .com, là vận động nhân quyền là viết tắt của chữ nvnqvn.com, hoặc là quý vị có thể gọi cái số trực tiếp cho ở Washington DC là 703-538-2190. Chúng tôi xin đọc lại là 703-538-2190 để ghi danh. Nhưng ở địa phương của chúng ta có sự sắp xếp của anh Nguyễn Trọng Hiếu là phó chủ tịch cộng đồng ở hạt Tarrant County và Nhi Bùi
Khi quý vị đến đó, quý vị sẽ có nơi ăn, chốn ở. Ăn thì tự túc, nhưng mà nhà hotel thì đã có mỗi người mình có đóng thể góp chia bao nhiêu nhau đó. Vâng, đúng là rồi. Đóng góp bao nhiêu đó là có những cái năm trước. Vâng. Mời Bùi Nhi có thể là kêu gọi quý khán giả trẻ tuổi ngoài kia. Dạ. Nhi muốn nói với các bạn rằng là bất cứ cái sự cải cách nào, bất cứ một cái sự mà thay đổi nào á, là lúc nào á, nếu các bạn để ý cho tất cả các thế giới mà chung quanh chúng ta, một khi mà có một cái sự thay đổi, một cái cải cách nào á, thì cái tiếng nói của cái người học sinh, tiếng nói của người, và thường các bạn để ý á, thì khi mà chúng ta thấy một cái đội ngũ nào và một cái hành động nào mà thay đổi được một cái chính sách nào đó, là điều đa số đều là từ những cái tiếng nói của những người trẻ. Đúng thì rồi. Nhi rất là hy vọng rằng á, tại vì các bác á thì bây giờ có rất là nhiều thời gian nhưng bác không còn sức nữa, thì bây giờ chỉ cần nhờ vào các bạn mà thôi. Cho nên Nhi rất là hy vọng rằng á, là Nhi sẽ gặp được nhiều hơn các bạn trẻ hơn là năm trước, hơn là những cái năm trước tại Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 3 này. Và Nhi rất là mong muốn gặp các bạn ở đó thôi. Dạ. Cảm ơn Đen Trần và cảm ơn Bùi Nhi. Và như là lời Bùi Nhi nói, thưa quý vị, rất là đúng. Tất cả những cuộc cách mạng ở trên thế giới hầu như là đều xuất phát từ sinh viên và học sinh. Và rất mong quý vị có thể là dành thời giờ để có thể là đi 2-3 ngày. Và cái ngày chính đó là ngày 26 và 27 của tháng 3. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hội thoại, và chúng tôi sẽ trở lại trong kỳ tới. Thưa quý vị, trong không khí vẫn còn đầy ắp mùa xuân, Hội Sinh viên Sĩ quan Trường bị Thủ Đức đã tổ chức một buổi mừng xuân Giáp Ngọ tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia hạt Taran. Mở đầu là nghi thức chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm được các cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức và các hội đoàn cựu quân nhân dàn chào trang trọng. Công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, lòng cùng đi hy sinh cái gì đằng sau, vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên cương giáo, dù nước lấy máu đào đêm bao, nòi sông lúc biên phái cần giới quy, người công dân luôn vững bền tâm trí. Hội trưởng là ông Sơn Nguyễn đã chào mừng và chúc Tết quan khách. Để tiếp theo là chúng tôi xin mời anh hội trưởng Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Nguyễn Ngọc Sơn lên đây có đôi lời đầu năm. Xin mời anh hội trưởng. Xin kính chào quý vị quan khách. Tôi cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện ban chấp hành Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức, Dallas và Fort Worth, tôi xin gửi lời chúc đầu năm đến tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều may mắn. Thì chúng tôi có một niên trưởng cao tuổi nhất trong Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Dallas Fort Worth của chúng tôi hôm nay. Anh sẽ đại diện cho hội để gửi lời chúc Tết đầu năm đến tất cả quý vị quan khách, quý chiến hữu, quý anh em đồng môn và gia đình. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Văn Thành. Anh Thành là trưởng vùng Fort Worth. Xin mời anh Thành. Kính thưa quý vị, tôi chỉ được có cái lãnh thủ thôi, chứ không có cái gì đâu, không có cái gì lớn hết, chứ có tuổi lớn thôi. Cũng lặp lại, vì là mùa xuân Tết, thành tôi mới dám nói mùa xuân là chào xuân là đến một tuổi. Năm nay tám mươi sáu tuổi, già quá rồi. Bây giờ nó đến mùa xuân, thì ai ai cũng biết mùa xuân là một cái mùa vui vẻ đẹp đẽ nhất cho con người.
không riêng về Việt Nam mình. Và ngày xưa thường hay nói, cũng như lúc trước đây thường hay nói, nhất là quân đội chúng ta, đón xuân này phải nhớ xuân xưa. Vậy thì xuân xưa kể từ lúc nào, kể từ giai đoạn nào mới được? Nó xa xưa lắm, vì cái Tết mình cũng mấy ngàn năm rồi, chứ không phải mới đây đâu. Thì bây giờ đón xuân này nhớ xuân xưa, nghĩa là tôi xin nói tóm tắt là cái xưa ở đây tôi tóm kết từ cái giai đoạn gần đây nhất và ảnh hưởng tới quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân kháng chính, là cái từ năm 54 đến 75 là 20 năm. Trong 20 năm đó tất cả chúng ta là quân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu chống cộng sản xâm lược. Rồi thời kỳ 2 là từ sau 75 chúng ta bị một cái chiến lược của thế giới, những nước lớn, Việt Nam chúng ta bị phải bức tử, phải bẻ súng để mà nhường lại cái đất miền Nam Việt Nam cho cộng sản sau 75. Và xuân khác Tết chỉ có 3 ngày, mùng 1, 2, 3. Mà ở Việt Nam mùng 1, 2, 3 thì đó là cái ngày quốc lễ, chúng ta được nghỉ về nhà để mà đón xuân, để mừng xuân và chúc xuân. Thành chúng tôi là gia đình Thủ Đức xin trân trọng kính chúc toàn thể quý vị liên trưởng ở đây được hưởng một mùa xuân khương an, tường thọ, thịnh vượng, chiến thắng, và mong một ngày trở về để khang phục quê hương. Xin... Khách tham dự cũng được giới thiệu và có phần phát biểu của ông Nguyễn Xuân Hùng, Tarrant County Commissioner, đồng thời cũng là ứng viên cho nhiệm kỳ tới. Và tiếp theo xin mời anh Annie Nguyễn phát biểu với đôi lời trong thềm đầu năm của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Chuẩn bị Thủ Đức Dallas Trung Quốc. Kính thưa tất cả quý vị, các bậc trưởng thượng, các chú, các bác, các cô, các thím, quý ông bà và tất cả các anh chị em. Giống hồi nãy bác Thành có nói đó, mùa xuân đó, thì ở đâu nó cũng đẹp. Ở Việt Nam, ở bên Phi Châu, bên Mỹ Châu, Âu Châu nó cũng đẹp. Nhưng mà ở Mỹ này đó, mùa xuân đó, thì nó lạnh cóng. Mà trong mình chỉ mong sao tụ tập lại với nhau như thế này để mà sưởi ấm cái lòng nhau. Hy vọng rằng trong cái mùa xuân này, bên ngoài có lúc lạnh, có lúc mát, nhưng mà trong lòng của chúng ta lúc nào cũng gần gũi với nhau. Trong cộng đồng của chúng ta gần đây, không nói chắc quý vị cũng biết là có rất nhiều cái vấn đề. Và có lẽ rằng trong tương lai gần, chúng ta phải làm một cái sự chọn lựa. Và cái sự chọn lựa đó có lẽ rằng cần phải có cái sự đồng thuận của mọi người. Và cái sự đồng thuận đó có hay không, nó sẽ dẫn đến một cái tương lai tốt đẹp hơn hay là một cái tương lai không được tốt đẹp. Thì có lẽ rằng cái mùa xuân đó nó có còn được tốt đẹp là nó nằm ở trong bàn tay của mỗi một chúng ta. Và tôi mong rằng tất cả quý chú, quý bác, quý ông bà và các anh chị em là những người đã đi trước, đã chiến đấu cho những người trẻ như cháu được cái cơ hội để có được ngày hôm nay. Cháu mong rằng là quý chú, quý bác tiếp tục hướng dẫn, dạy dỗ, và nếu sai thì khuyên bảo, và nếu làm đúng thì khen thưởng. Mong sao để cho những người như cháu, trẻ hơn cháu hoặc là lớn hơn cháu một chút xíu, có cơ hội được tiếp tục phục vụ cho mùa xuân của cộng đồng và cho mùa xuân của dân tộc ngày một tốt đẹp hơn. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Quan khách tham dự đã được khoản đãi một bữa cơm thịnh soạn và thưởng thức màn văn nghệ cây nhà lá vườn, lính hát lính nghe. Xuân đã đến rồi, theo các hàng hồ hoa xuống đồng. Vui trong bình minh, một loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho tiếng cười bình thường năm xuôi. Ánh xuân đẹp vui với người. Nghe trong bạc nắng, ngày xuân tràn ngập, mặt xuân tràn trông. Hoa nhẹ đúng mưa cười đèn hồng cùng bao buồn xa. Thưa quý khán giả, phóng sự đặc biệt cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Hiền Nhi xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin thân ái chào tạm biệt.